Từ thuở xa xưa, có hai mẹ con nhà nghèo. Hằng ngày người mẹ phải đi làm mướn để kiếm bữa ăn tạm qua ngày. Cậu bé tên Mía chỉ mới lên 10, muốn đỡ đần cho mẹ. Mía đi ở cho nhà lão Hợi chuyên nghề mổ heo. Có mỗi chuyện bắt heo đi tắm rửa để tao làm thịt mà mày cũng làm không xong. Lại phải thịt một chú heo đáng yêu nữa sao? Mày đi vào rừng kiếm thêm củi về chất vào kho. Nhà sắp hết củi để nấu nước sôi rồi đó. Đi sớm còn về phụ tao nghe chưa? Dạ, con sẽ đi liền ạ. May quá, mình không phải nhìn thấy cảnh một chú heo ra đi. Sao hôm nay con lại về thăm mẹ vậy? Con nhớ mẹ quá. Con lấy củi trong rừng xong, tranh thủ về thăm mẹ. Con đi đường tắt qua núi nên về nhà nhanh hơn mẹ. Tội nghiệp con trai của mẹ. Con còn nhỏ mà đã phải làm việc vất vả như vậy rồi. Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà, con phải phụ mẹ chứ. Đây là tiền công của con, mẹ giữ lấy mà mua gạo ạ. Con của mẹ giỏi quá. Để mẹ vào dọn cơm mẹ con mình cùng ăn nha. Thôi, con phải về nhà lão Hội đây ạ. Nếu về trễ, lão lại trách mắng kiếm cớ cắt cơm trừ lương của con đó mẹ. Dạ. Con không thấy ông ơi. Chắc nó sợ quá, nó bỏ chạy rồi. Tiếc thật. Thôi, mang con này về làm thịt. Bữa sau quay lại tìm con hưu con cũng được. Thằng bé đâu? Gọi nó về đun nước sôi cho tao còn làm việc. Chắc nó đang mãi kiếm củi. Gần tối, nó tự khắc biết đường về. Giờ ông với con nhanh mang con hưu này về nhà thôi. Tội nghiệp mẹ con nhà hưu quá. Hưu con mất mẹ rồi. Mình về nha. Cậu nhớ phải ở trong hang chờ mình đó. Mình là bạn của cậu. Sáng hôm sau, vì lo lắng cho hưu con nên Mía đã vào rừng từ rất sớm. Cậu mang nước uống và cỏ tươi đến cho hưu con. Hưu con ơi, cậu ở đâu rồi? Cậu bị bắt rồi sao? Xin lỗi cậu nha hưu con, mình đã không giúp được gì cho cậu. Hưu con ơi, mẹ cậu đã bị bắt, cậu cũng không thoát được sao? Hưu con ơi, cậu vẫn còn sống, mình mừng quá. Cậu đói nên đi tìm thêm cỏ sao? Mình có mang nước và cỏ thật tươi non cho cậu đây. Mình cứ tưởng cậu đi mất rồi, hoặc là bị thợ săn bắt mất. May cho cậu là hôm nay lão Hội ở nhà đó nha. À, cậu ngửi thấy mùi muối vừng sao? Cậu đúng là con hươu kỳ lạ mà. Mình không chạy nhanh như cậu được đâu. Cậu lại nhớ mẹ sao? Mình cũng vậy. May mắn là mình còn mẹ, thỉnh thoảng còn lén lão Hợi về nhà thăm mẹ đó. Cậu thì chẳng còn mẹ nữa. Cậu hãy cố gắng lên nha. Mình sẽ làm bạn với cậu suốt đời. Cậu quay lại hang trốn đi. Mình phải về nhà đây. Cậu nhớ đừng đi lung tung nha. Hưu à, Hưu ăn trống lớn,
hô mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Khi nào xin được lão hợi vào rừng, mình sẽ đến chơi với cậu. Cậu nhớ cẩn thận nha. Sao không thấy con hươu con đó vậy? Chắc nó sợ quá nên trốn vào rừng sâu rồi. Đi săn mãi mới thấy hai mẹ con hươu đó, mà để sống mất con hươu con rồi. Thôi, mình đi kiếm con khác đi ông. Hy vọng là lão ấy không muốn tìm bắt hươu con nữa. Mình phải nói với hươu con trốn kỹ hơn mới được. Có phải là có thú rừng gần đây không? Con cũng có nghe thấy tiếng sột soạt. Mình đuổi theo không ông? Đuổi theo nhanh, biết đâu lại là con hươu con đó. Sao không thấy con thú nào vậy? Nó chạy nhanh quá. Có khi nào là hổ hay báo không ông? Chỗ này ở sâu trong rừng rồi, coi chừng có thú dữ thật. Tao với mày lo về, không để làm mồi cho thú dữ. Tại mày nói tao đuổi tận vào rừng sâu, giờ còn ở đó trốn chạy như càng sấy. Lão hội bị dọa sợ, chắc sẽ không dám đi vào tận đây nữa đâu. Từ đó, mía trở thành người bạn thân thiết của hươu con. Vì thương hươu con đã mất mẹ, nên mía ngày càng chăm vào rừng tìm đến chơi cùng hươu con. Hươu con ơi, cậu đâu rồi? Mình đến chơi với cậu đây. Cậu lớn nhanh quá, mới đó đã lớn hơn mình rồi. Cậu nói mình ăn cỏ giống cậu cho lớn nhanh sao? Mình là người không ăn cỏ được. Suốt ngày lão hợi cho mình ăn cơm nắm muối vừng, nên mình không lớn nhanh như thỏ giống cậu được đó. Mình nằm mơ thấy cậu đã lớn, còn mọc sừng rất đẹp. Mình cũng sẽ lớn nhanh như thỏ. Hai đứa mình vẫn là bạn thân. Cậu muốn nằm ngủ để mơ giống mình sao? Sắp sáng rồi mà chưa thấy đứa nào chịu dậy nổi lửa nấu nước cho tao làm việc nữa. Hù ơi, hù ăn cho no để lớn thật nhanh. Hù mọc sừng thật to, thật đẹp nha. Ôi da, lại ông, con ngủ quên mất. Con nhóm lửa đun nước liền đây ạ. Mày ngủ gần thằng mía. Mày có nghe nó nói mớ gì không? Dạ. Nó hay gọi hươu ơi, hươu ơi hươu à. Nhiều bữa còn cười thích thú nữa. Nhưng mà con buồn ngủ quá, không nhớ nó nói cái gì nữa. Chắc là nó đã gặp con hươu con ở trong rừng rồi. Dạo này nó suốt ngày xin vào rừng kiếm củi hái rau. Tao phải bắt được con hươu con ấy để kiếm sừng hươu làm thuốc. Hươu ơi, ra đây chơi với mình nào. Mình có mang cơm nắm muối vừng đây. Lát nữa, mình cho cậu ăn kém muối vừng của mình nha. Thì ra mày trốn việc ở nhà, vào rừng chơi với con hươu con này. Thằng này láo, thấy con hươu con mà không báo cho ông chủ. Ông ơi, hươu mẹ đã bị ông bắt mất rồi. Giờ còn mình cậu ấy thôi. Ông thay cho cậu ấy đi. Tha là tha thế nào? Tao sẽ bắt nó về nhà nuôi lấy sừng. Tao mang nó về nhà nuôi, nó sẽ được an toàn hơn là ở trong rừng. Rừng là nhà của cậu ấy, ông đừng mang cậu ấy về nhốt trong chuồng. Cậu xin ông, tha cho cậu ấy đi. Mày bắt thằng mía tránh sang một bên, để tao bắt con hươu con này về. Không được bắn chết nó nghe chưa? Ông không được bắt nó. Mày tránh ra để tao bắt sống nó. Chết hay sao mà ngán đường của tao. Hư ơi, cậu chạy thật nhanh đi, chạy thật sâu vào rừng đi. Ông ta đã bắt mẹ cậu đó, đừng để ông ta bắt được cậu. Hư ơi, con chạy đi. Thằng nhóc láo cá, dám chặn đường của tao. Hư ơi, chạy sâu vào trong rừng nha Hư. Mau đuổi theo nó cho tao. Mày còn đứng đó làm gì nữa hả?
Dạ. Đuổi theo nó nhanh lên. Mới chạy được xíu đã thở hồng hộc rồi. Đúng là cái thằng kém cỏi. Ông ơi, đầu con đau quá, xin ông đừng đánh con. Con mỗi con hưu con mày cũng không bắt được, đúng là đồ ăn hại. Ông đang mắng con, hay mắng ông vậy? Mày còn ở đó chọc tức tao nữa hả? Ôi trời ơi, cái mông của tôi. May quá, hưu con không bị bắt lại. Thằng mía, tao nuôi mày đúng là nuôi ông tài áo. Mày dám qua mặt tao hả? Rừng là nhà của Hu. Ông không có quyền bắt Hu đi ra khỏi rừng. Nếu mày còn muốn làm việc trong nhà của tao thì mau gọi con Hu con đó ra đây. Giờ con có gọi đến chết thì nó cũng không dám ra đâu. Ông làm nó sợ rồi. Được rồi, vậy để tao đánh mày chết, xem con Hu đó có ra cứu mày hay không. Mau bắt nó lại cho tao. Tao phải bắt nó gọi con Hu ra đây. Thằng bé, đứng lại đó cho tao. Mày không muốn kiếm tiền về cho mẹ mày nữa sao? Con xin nghỉ việc. Con thấy ghét con làm thịt mấy con vật lắm rồi. Mày có đứng lại không? Không là mày chết đó. Đứng lại thì con mới bị ông đánh chết đó. Mày đến nhìn xem thằng mía nó còn sống không. Con không dám nhìn đâu. Giật sâu như vậy chắc nó rơi xuống đó chết rồi ông ơi. Kệ nó đi. Tại nó tự té xuống chứ tao với mày không có liên quan gì hết. Thôi đi về nhanh lên. Vậy còn con Hưu thì sao ông? Ngày mai tao sẽ cho chó săn vào tìm nó. Hưu con, cậu bám thật chặt vào đám dây rừng. Mình đang ở dưới này. Cậu định nhảy từ trên đó xuống để cứu mình phải không? Lão Hợi nói ngày mai sẽ mang chó săn vào rừng để tìm cậu đó. Mình và cậu phải nhanh chân trốn đi thôi. Mình sẽ không quay về nhà của lão ấy nữa đâu. Mày phải tìm được con Hu đó cho tao nghe chưa? Ông chủ ơi, chờ con với. Ông với chó chạy nhanh quá, con đuổi tao không kịp. Mày nói tao chạy nhanh như chó hả? Dạ không. Con nói con chó chạy nhanh như ông ạ. À. Mày lo đi tìm con Hu cho tao. Đừng ở đó mà ăn nói láo liếu. Con có bắn được nó không ông? Mày chỉ được bắn vào chân nó hoặc là mông nó thôi. Con Hu phải sống để tao nuôi lấy sừng. Vậy khi bắt được nó rồi, ông cho con dùng thuốc sừng Hu luôn được không? Ôi dạ. Mày chỉ là người làm mà dám đòi hỏi hả? Mau đi tìm con Hu nhanh lên cho tao. Đích thầy là con Hu đó rồi. Hôm nay mình phải bắt được nó về cho lão Hợi lĩnh thưởng. À, chết tao rồi.
ông là con hươu. Mày dám bắn tao hả? Hay là mắt mày bị mù rồi? Tao lù lù một đống như vậy mà mày tưởng là con hươu? Mày muốn thử cảm giác mũi tên cắm vào mông thế nào không? Trúng! Mày đứng lại cho tao. Tao cho mày biết thế nào mũi tên cắm vào mông. Bà là mẹ thằng Mế đúng không? Đúng rồi. Thằng Mế nhà tôi có chuyện gì không cậu? Con trai bà làm sổng mất con heo của lão Hợi. Nó sợ quá nên bỏ trốn mất rồi. Nếu nó có quay về thì bà nói nó cứ đến làm cho lão Hợi để trả nợ. Lão Hợi không trách phạt gì nó đâu. Hả? Nó bỏ trốn đi lâu chưa cậu? Cũng lâu rồi. Nó không về tìm bà sao? Nó không có về nhà. Tôi cũng đang lo cho nó đây. Lão Hợi tốt bụng còn gửi tiền công của thằng Mía cho bà đây. Bà nhớ nói nó quay về làm cho lão Hợi nghe chưa? Cảm ơn cậu và ông chủ tốt bụng. Tôi sẽ khuyên nhủ thằng Mía. Chắc là nó chết trong rừng thật rồi. Tiền đó coi như an ủi cho mẹ của nó. Mình phải về nhà thăm mẹ. Lâu rồi mình không về nhà. Mẹ sẽ lo cho mình lắm. Cậu ở lại đây chờ mình nha. Nếu cậu buồn thì hãy đi cùng đàn hươu cho có bạn nha. Nhớ phải tránh xa bì rừng đó. Không biết thằng bé nó trốn đi đâu. Nó lỡ làm sổng heo của lão Hợi thôi mà. Lão ấy cũng tha lỗi cho nó. Nhắn nó về làm. Em đi lái thuyền thuê. Để em dò la khắp nơi xem có ai thấy thằng bé không. Chắc nó không dám đi đâu xa đâu. Nó rất hiếu thảo với mẹ mà. Con trai của mẹ, con đã bỏ đi đâu vậy? Cậu nghe nói con làm sổng mất heo của lão Hợi nên bỏ trốn phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu đã làm cả nhà lo lắng. Không phải vậy đâu, là lão Hợi muốn bắt sống hươu con để nuôi lấy sừng. Con vì muốn cứu hươu nên bị lão rượt đuổi, phải chạy nhảy xuống vực. Lão ấy nghĩ rằng con đã chết, con mới thoát được đó. Con trai mẹ tội nghiệp quá. May là con vẫn còn sống quay về. Lão Hợi vì một con hươu con mà suýt nữa hại chết cháu Mía. Bây giờ nếu biết Mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao để giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con đỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy ai mà chăm sóc? Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm, ha. Nhưng con đã hứa với hươu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì hươu con rất thông minh. Chắc chắn hươu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng Mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy? Có phải thằng Mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng Rúm quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ chăm chỉ học hành, sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ. Dạ, mong thầy nhận cháu Mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy ạ. Từ nay con ở lại đây
chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ. Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó Mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học, nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ, chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu, tối qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm, cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu Mía đã mất rồi sao? Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu Mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi, thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con, rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, ông con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi. Không biết bây giờ hú con thế nào rồi. Cậu ấy đã chịu nhập đàn cho có bạn bè chưa? Này cậu bé, thầy của cậu đâu rồi? Tôi mang thư báo tin đến, cậu nhờ thầy đọc cho nha. Lại là anh sao? Hôm nay anh mang đến tin buồn hay là tin vui vậy? Thưa thầy, tôi rất tiếc lại mang tin buồn đến cho cháu Mía ạ. Tội nghiệp con quá. Mẹ con vì bệnh nặng đã qua đời rồi. Mẹ! Họ khăn gói lên kinh thành tìm chỗ trọ học, chờ ngày thi cử. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt, rồi trở về thăm mẹ. Hu ơi, mình sẽ trở về sớm với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, chú Hu con ngày nào đã trưởng thành. Trên đầu chú đã mọc ra bộ sừng to và dài. Ngày ngày chú cùng đàn hươu đi kiếm ăn trong rừng. Bao nhiêu năm ta canh chừng, hôm nay ta đã tìm được mày rồi. Sừng của mày to và đẹp quá, chắc chắn là làm thuốc sẽ tốt lắm đây. Mày đang chờ thằng Mía sao? Nó sẽ không xuất hiện để cứu mày đâu, nó đã bỏ mày đi rồi. Rắn độc cắn tôi rồi, có ai không? Cứu tôi với! Vì thích săn bắt thú rừng mà lão Hợi đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão Hợi bị rắn độc cắn, lại rơi xuống vực sâu, không có ai cứu nên phải bỏ mạng trong rừng. Hưu quay về nằm chờ Mía trước cửa hang. Nó cứ nằm đợi mãi, ngày này qua ngày khác, dù mưa nắng cũng không dời đi. Sau bao tháng năm chăm chỉ học hành nơi kinh thành, Mía đã trưởng thành tham dự khoa cử ở kinh thành. Thầy ơi, con đã đậu rồi. Con đã học hành chăm chỉ, chúc mừng con đã thành tài. Lạy thầy, con tạ ơn thầy đã nuôi dạy con bao năm qua, nay con đã học hành thành tài. Xin thầy cho con về lại quê nhà thăm mộ mẹ và tìm người bạn thân thiết thuở nhỏ của con. Mẹ ơi, thằng Mía bé bỏng đã về thăm mẹ rồi đây. Con đã ăn học thành tài rồi, nhưng mẹ đã bỏ con mà đi. Con xin lỗi mẹ vì bao năm không thể về thăm mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Hưu con ơi,
cậu có nhớ mình không? Đây chính là nơi mình đã gặp hươu con. Mùi hương ấy thật thơm, lại quấn quýt mình không rời. Cây hoa này thật kỳ lạ, sao nó lại mọc ngay trước cửa hang này nhỉ? Ngày xưa mình đâu có thấy nó. Ở chỗ này cách đây lâu rồi, có một con hươu già cứ tới nằm mãi như chờ đợi ai đó, rồi nó chết tại đây luôn. Cậu biến thành cây hoa này để đợi chờ mình phải không? Xin lỗi cậu, mình đã đi lâu quá. Cậu không muốn rời xa mình sao? Vậy mình sẽ chiết cành mang cậu về sân nhà mình để bầu bạn nha. Để nhớ đến người bạn hưu đã luôn chờ đợi mình, mía đã đặt tên cho loại cây trổ hoa trắng, có lá giống tai hưu, cành giống sừng hưu là cây hoa đợi. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn gắn bó, chân thành. Dần qua bao tháng năm, mọi người nói lệch đi thành cây hoa đại như bây giờ. Xưa có một cô gái tên Lành, nhà nghèo nên phải ở đợi cho nhà phú ông. Tuy có gương mặt ưa nhìn nhưng cô lại có một nụ cười rất to trên má. Nếu không có cái bướu trên trán, mình cũng xinh đẹp đâu kém ai. Nhưng may là mình còn có tóc để che đi cái bướu xấu xí này. Đâu như con Lành, cái bướu ở ngay giữa mặt. Con Lành kia, mày không thấy tao đang nhìn ngắm tao dưới ao hay sao? Mày dám làm vậy? Bà nói tôi gánh nước đổ đầy lu cho chị tắm, tôi nào dám cãi. Mày có cái bố xấu xí nên khi thấy tao xinh đẹp, tao soi bóng tao thì mày ganh ghét hả? Tránh ra cho tao. Chị Lụa cũng có cái bố giống tôi mà, chị chê bai tôi làm gì? Nhưng cái bố của tao không xấu như mày. Cha mẹ ơi, con Lành nó bêu rớt con xấu xí nè. Con nhỏ này, mày có tin là tối nay tao cắt cơm mày không hả? Mày còn chọc con gái tao nữa là tao cho ăn đòn. Con ghét cái bố này. Cha mẹ mau tìm thầy lang giỏi chữa cho con đi. Cha mẹ đã tìm bao nhiêu thầy lang giỏi mà có chữa được đâu. Con không thích, con ghét cái bướu này. Mau tránh ra cho ta xem. Ê, cái cô này sao làm ngã bà cụ vậy? Không biết kính trên nhường dưới gì hết. Ta đã nói là tránh ra rồi mà, ai kêu mấy người dám cản đường ta? Cụ có sao không ạ? Con thay mặt chị Lụa xin lỗi cụ. Người ăn kẻ ở trong nhà phú ông thật hiền lành lễ phép. Ai cho phép mày dám thay mặt tao xin lỗi bà cụ? Tao không cố ý, việc gì phải xin lỗi? Con gái gì đâu mà dữ dằn. Phải đó, dữ quá trời dữ. Các người dám bắt nạt ta, ta về mét cha mẹ ta. Đi về ngay, tao không thèm xem múa lân nữa, mày cũng không được xem nữa. Đi. Mày ra cái lu ở ngoài giường múc nước cho tao rửa chân, nhanh lên. Nhưng giờ này đã gần nửa đêm rồi, dân làng nói ban đêm có quỷ dữ đáng sợ lắm. Kệ tụi quỷ, kệ mày. Mày nhanh lên, không tao mét cha mẹ phạt mày liền đó. Cái đồ đáng ghét, để quỷ bắt mày đi, tao càng mừng. Chắc mình hát lên sẽ đỡ sợ hơn. Lòng cầu vồng
nước sông đang chảy, có cô 17, có chị 13, nào chị em ta cùng lộn cầu vồng. Nước Hà hát hay quá. Quỷ nhỏ hả? Chị biết em sao? Chị chơi với em đi. Chị hát đồng dao mà không chơi, tẻ nhạt. Đừng đến gần ta, đồ quỷ đáng sợ, đứng xa ta ra. Sao con người đều sợ em vậy? Không ai muốn chơi với em hết. Em buồn lắm. Đừng khóc, chị không có ý chê em đâu. Có phải nhìn em xấu xí nên ai cũng sợ em, không chơi với em phải không chị? Đừng có khóc nhè nữa. Em không xấu xí đâu. Chị mới là con bé xấu xí nè. Vậy chị chơi với em nha. Con lạnh đâu rồi? Mang nước vô đây cho tao. Mày làm gì ngoài đó mà lâu dữ vậy hả? Tao tưởng quỷ bắt mày đi rồi chứ. Tôi bị một con quỷ nhỏ hung một trận. Nó ghê lắm. Nó còn khóc lóc đòi tôi chơi cùng nữa. Mày gặp quỷ sao? Đừng có nói láo. Mày định trốn việc nên nói láo đúng không? Con quỷ nó mà thấy mày, nó xé xác mày ra chứ ở đó mà khóc. Hay do mày xấu xí hơn nó nên nó sợ mà khóc. Mau rửa chân cho tao, để tao còn đi ngủ. Dạ. Nè, tôi trả nấm cho ông đó. Con người, sao lại dám vào sâu trong rừng của ta? Ngươi dẫn người trong làng vào mắt gia đình ta đúng không? Không, tôi đi hái nấm bị lạc vào đây thôi. Con người không có đáng tin, ta phải bắt ngươi lại. Heo ơi, chơi với mình đi mẹ. Mình không làm bạn bị gãy chân nữa đâu. Cái thằng quý nhỏ đây, con lại đi chọc phá các con thú trong rừng phải không? Con coi nè, con thú nào nhìn thấy con cũng sợ hãi bỏ chạy hết trơn đâu rồi. Con muốn có bạn chơi thôi mẹ. Con muốn chơi. Ngươi đừng hòng bỏ trốn. Ông ơi, xin ông tha cho tôi về nhà đi. Đừng có ăn thịt tôi. Tôi chỉ đi hái nấm rồi bị lạc. Tôi không định đập gì nhà của ông hết á. À, là chị gái hay bị bắt nạt ở nhà phú ông đây mẹ. Cha cho chị ấy làm bạn với con đi cha. Sao ông lại mang nó về đây? Ông định dở thói ăn thịt người hay sao? Tôi không muốn làm hại nhà quỷ đâu. Xin hãy thả tôi ra đi. Nhưng con người hay nói dối lắm. Người định lừa lũ quỷ chúng ta phải không? Người đi thám thính để con người vào bắt chúng ta đúng không? Không phải, tôi không muốn làm hại ai hết. Vậy người cứ ở đây, mai rồi tính tiếp. Nếu ngày mai có dân làng tới làm hại nhà ta thì người chết chắc. Còn bây giờ, tới giờ ta ru con ta ngủ rồi. Thằng quỷ nhỏ này định lén đi chơi để mẹ chửi cha đúng không hả? Con ngủ đi, nằm im để mẹ hát ru con ngủ. Ngủ đi quỷ nhỏ của mẹ, quỷ nhỏ của mẹ, ngủ ngoan đi. À, con không ngủ đâu, mẹ đừng hát nữa. Bài hát vậy sao nó ngủ được? Phải hát vậy mẹ. Ngủ đi à quỷ nhỏ, ngủ đi à quỷ nhỏ. Thì ra tiếng hú hét đáng sợ trong rừng vào buổi tối là do nhà quỷ ru con ngủ. Cứ như vậy dân làng sẽ càng sợ quỷ mất thôi. Ta có vào làng nghe lén con người hát ru, để ta hát thử coi. Con ước cò là cò bay lạ, lạ bay, bay lạ, bay từ, là từ cửa phủ. Quay ra, ra cánh đồng. Tình tình tan là tan tình tình. Cô mình rằng ơi hơi chàng ơi, rằng có nhớ là nhớ hay không, rằng có biết là biết hay không.
con người này hát hay quá. Quỷ nhỏ ngủ rồi. Ngươi hãy dạy cho ta hát hay như ngươi đây. Tôi đói quá, chẳng có sức đâu mà hát nữa. Tôi chỉ cần ăn quả thôi. Ăn nhanh đi, còn dạy vợ ta hát nữa. Bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lưu, ơi bạn ơi. Là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mây bông, là a i a đồ nàng. Bông rồi lại mây bông. Rồng trắng lên mây, có cái cây lúc lắc, có nhà thì duyên, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Trời đã trưa rồi, tôi phải về nhà thôi. Sáng sớm không có người nấu cơm, phú ông phú bà sẽ đuổi việc tôi mất. Chị, chị ở lại với em đi. Chị hát hay lại biết nhiều trò chơi nữa. Người đã hứa sẽ dạy ta hát đu, sao giờ lại đòi về? Đến giờ không thấy con người vào rừng tìm bắt chúng ta. Người này không nói dối đâu, thả về đi. Ban ngày tôi phải làm việc cho nhà phú ông rồi. Ban tối khi mọi người ngủ hết, tôi vào rừng dạy hát cho bà nha. Ta có thể tin lời hứa của con người không? Ta ghét nhất những kẻ nói mà không giữ lời. Tôi hứa. Vậy thì ta sẽ giữ cái này của ngươi làm tin. Ngươi nhớ quay lại mà lấy đó. Sáng rồi, ngươi mau về đi. Tối vợ ta sẽ ra biệt rừng đón vô ha. Mày có phải là con lành không? Mày còn sống sao? Tao tưởng mày là mồi cho quỷ dữ rồi chứ. Cái búa của mày đâu rồi? Cái búa xấu xí mất rồi, lại còn xinh đẹp ra nữa. Mày nói nhanh, tại sao mà mày mất cái búa vậy? Là nhờ lũ quỷ lấy đi giùm tôi đó. Chúng không làm hại gì tôi hết. Tôi đã hứa quay lại dạy chúng hát, nên chúng giữ lại cái búa để làm tin. Hả? Tối nay mày ở nhà, để tao đi gặp lũ quỷ. Tao sẽ cho lũ quỷ thật nhiều vàng, để nó lấy cái búa xấu xí của tao đi. Ông ơi, quỷ dữ, quỷ dữ. Tôi chứ quỷ đâu mà quỷ. Quỷ. Ta chờ đó người đến dạy hát, sao ngươi lại bỏ chạy? Tại ngươi làm ta bất ngờ quá mà. Bàn tay của ngươi ghê quá à. Nhớ cắt móng tay đi nha. Cắt hết thì ta đâu còn là quỷ nữa. Ngươi đưa thêm bạn đến chơi với nhà ta sao? Cũng được đó. Có nhiều bạn chắc thằng quỷ nhỏ vui lắm. Sao lại trói chúng ta? Các người định ăn thịt chúng tôi sao? Trời ơi, cái hang này hôi hám quá đi à. Người nói gì vậy hả? À, ta có nói gì đâu. Sao các người lại trói cha mẹ ta lại? Cứ trói lại cho chắc ăn. Lỡ đâu cha mẹ ngươi lén chạy đi báo con người đến bắt chúng ta thì sao? Từ xưa đến nay, ngươi và quỷ là kẻ thù của nhau mà. Chỉ riêng ngươi là bạn của nhà ta, cứ vui vẻ hát hò nha. Thằng quỷ nhỏ lại trốn đâu rồi? Ông tìm nó về đây nhanh lên. Ngươi dậy ta hát đi. Lát quỷ nhỏ về, ta sẽ hát ru nó ngủ. Con cò, mày đi ăn đêm, đậu phải canh mềm, lòng cổ xuống ao. Ông ơi. Người hát gì vậy? Ta nghe không rõ. Hát to lên. À, do trời lạnh đó mà. Để tôi hát bài khác nha. Còn kiên mà leo canh đá, leo phải canh cục, leo vào leo ra. Còn kiên mà leo canh đào, leo phải canh cục,
cũng hát hay mà. Tôi sẽ dạy hát cho bà mà. Các người dám lừa ta. Dám bắt nạt tôi hát hay hả? Dám lừa gạt ta. Tha cho chúng tôi đi. Tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi không dám nữa đâu. Trả lại cái bưu lòng tin của con người nè. Đừng bao giờ đến tìm lại quỷ chúng ta nữa. Không, không. Ta không lấy đâu. Nó không phải của ta. Ta không lấy đâu. Ta không giữ đồ của con người nào. Ta không lấy đâu. Ta ngớ rồi. Tôi xin bà. Tôi cho bà vàng nè. Bà lấy giùm tôi cái búa trên trang thì. Làm ơn, làm ơn. Người thật xấu tính. Dám lừa ta đi lấy cái búa sao? Ta không cần đồ của con người. Trả lại hết cho con người. À! Ta không muốn cái búa xấu xí này đâu. Cô là ai? Cô không phải là con gái của ta. Con lụa, nó đâu có cái búa trên má như cô. Con là lụa đây mà. Trên trán còn có cái búa xấu xí đây nè. Giờ con phải làm sao đây? Vì mày mà con gái tao có thêm cái búa xấu xí. Con đã nói là quỷ rất coi trọng lời hứa. Nó ghét ai lừa nó lắm. Ông bà và chị lụa không nghe lời con, giờ lại trách con. Đừng nói nhiều lời, mau cút khỏi nhà tao. Từ đó, lụa mặc cảm mình xấu xí, cứ trốn trong nhà, không dám ra ngoài gặp mọi người nữa. Các ngươi không lấy lại cái búa trên má của chị lụa sao? Đáng đời con nào xấu tính đó. Dám lừa lời quý chúng ta, đến phải bị trừng phạt. Nhưng tôi bị đuổi khỏi nhà Phú Hồng rồi. Giờ mất công việc, tôi biết phải sống sao đây. Nó đưa cho ta thứ này, chắc ngươi sẽ cần đó. Nào, bây giờ hãy giữ lời hứa, dạy ta hát đi. Ta không muốn loài người sợ tiếng hát của ta nữa. Chị cũng chơi với em nữa nha. Chị sẽ chơi với em, chị đã hứa rồi mà. Lành đã giữ đúng lời hứa, dạy hát cho cả nhà quỷ và cùng chơi thật vui với quỷ nhỏ. Nhờ số vàng quỷ cho mà Lành có cuộc sống sung túc hơn, không phải đi ở đợ cho người ta nữa. Lành sống vui vẻ, vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người. Nhà tá điền nọ có hai người con, người anh tên Toán, người em tên Từ. Toán đã có vợ, Từ vẫn còn độc thân. Người cha bệnh nặng nằm liệt giường, Từ luôn bên cạnh chăm sóc. Từ à, con phải chăm sóc cha ngày đêm, cực cho con quá. Chỉ cần cha khỏe mạnh là tụi con vui rồi, cực khổ mấy con cũng chịu. Cha đã già, chẳng sống được bao lâu nữa. Đâu, đen, tụi mày làm gì cho cha vui, để cha nhanh khỏe đi. Tụi bay vô đây phá gì vậy hả? Tụi nó chỉ làm trò cho cha vui. Chị đừng mắng mà tội nghiệp. Ây da, ông làm tụi hết hồn hà. Cha già rồi, khỏe sao nổi nữa. Trời ơi, thằng Từ ngày nào cũng ở bên chăm sóc thủ thỉ với cha. Coi chừng mấy bữa nữa cha mất, gia tài á để lại cho nó đó. Từ nay á kêu thằng Từ ra đồng, cha muốn trăn trối gì ông nghe cho đủ, không á mình lại thiệt à. Ờ, bà nói cũng phải. Để tôi nói thằng Từ, hai con xấu xí này. Dám nghe lén vợ chồng tao nói chuyện hả? Từ hôm đó, vợ chồng Toán dành việc ở nhà chăm sóc cha già, bắt Từ ra đồng làm việc. Tụi bay
mày chờ tao với. Ha ha, cày nhanh lên để tao còn về với cha. Con gọi thằng Tư về đây để cùng nghe cha dặn dò. Bà nó ơi, ra đồng gọi thằng Tư về cho cha gặp, nhanh lên. Mình ở đây nghe cha dặn, ngu gì mà gọi thằng Tư về ghé. Đợi mãi mà không thấy Tư về, người cha đành gọi Toán lại trăn trối. Cha cho vợ chồng con ngôi nhà, hai con chó với mảnh đất ở mé rừng mà cày cấy. Em con chưa vợ, cho nó con trâu và mảnh ruộng gần đình để nó cày cấy kiếm tiền cưới vợ. Các con phải luôn yêu thương nhau. Thôi. Tôi với ông phải lo sinh con đẻ cái, rồi thờ phụng cúng dỗ cha mẹ. Ông nhận mảnh đất cằn ven rừng thì cạp đất mà ăn à. Ừ ha, thằng Từ nó chưa vợ con gì, sức dài dai rộng, nó phải lãnh phần cực hơn mình chứ. Cha có dặn anh lãnh phần thờ phụng cha mẹ, nên cha để cho anh căn nhà, con trâu và đám ruộng gần đình. Còn phần em, hai con chó và mảnh đất ven rừng. Dạ, cha dặn như vậy thì em xin nghe. Chú khỏe mạnh lại chăm chỉ, làm gì chẳng được. Tụi mày theo tao chịu khổ rồi, không có việc gì khó hết. Nào, vào rừng kiếm cây về làm cái chòi che nắng che mưa thôi. Vốn chẳng tính toán, từ cùng hai chú chó đến miếng đất ven rừng kiếm kế sinh nhai, sống cuộc đời bình dị. Ở tập trước, Từ hiền lành bị vợ chồng người anh lừa nhận lấy mảnh đất cằn cỗi ven rừng cày cấy. Anh cùng con nâu và con đen vào rừng kiếm cây về làm nhà. Còn người đó thật tốt bụng. Tụi mày đừng có sợ, mình không làm hại ai thì cũng không ai làm hại mình đâu. Tụi mày vào khoan nguội rồi ăn, không là rụng răng luôn đó. Tao sẽ cày đất trồng lúa ở bên phía đất mềm, còn chỗ nhiều sỏi đá tao trồng chuối. Nãy vô rừng á, tao nhìn thấy nhiều chuối lắm. Mình bứng cây non về trồng là có một vườn chuối rồi. Tụi mày thấy sao? Tụi mày đói lắm rồi phải không? Đi từ sáng tới giờ rồi, tao nhường tụi mày củ khoai còn lại đó. Từ từ mà ăn nghe. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Trâu ơi, à không, chó ơi, ta bảo chó này, chó ra ngoài ruộng chó cày thay trâu. Cây cày nối nghiệp nông gia, ta đây chó đây ai mà hoạt công. Đất ở đây khô cằn, chó ăn đá, gà ăn sỏi, mà người kia cũng đến đây cày cấy. Nhưng mà hắn ta nhìn cũng khỏe, dẻo dai đó. Hát cũng hay nữa, nghe thật sướng tai. Nhìn chó đi cày thấy trâu của kìa. Đồ nhiều lông nhiều kẹo. Đồ chó kéo cày, đồ chó kéo cày. Đây là người cứu chúng ta khỏi thợ săn độc ác. Còn hai lá ruốc băng bó vết thương cho ông nhanh lành nữa. Người này thiệt tốt, người này thiệt tốt. Thấy Từ hiền lành tốt bụng, bầy khỉ thường đem nhiều đồ ăn đến cho anh cho đến một ngày.
Tụi mày không thích ăn rau chứ gì? Vậy để tao ăn. Rau này lũ khỉ cho, ngon lắm á. Sau này tao ăn xong tao thấy buồn ngủ quá. Tao ngủ một chút đây. Tụi mày lo canh lúa nha. Không biết ăn phải loại rau gì mà từ lăn ra ngủ say như chết. Lai mãi không dậy. Cho chúng ta xin mấy bồn chuối đi. Chuối của nhà ngươi ngon lắm. Cháy nhà rồi, cháy nhà rồi. Có người ăn trộm lúa kìa. Chúng ta ăn hết vườn chuối của ngươi rồi. Xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức. Con người này chết rồi. Chúng ta hãy làm phước, mang con người này đi chôn đi. Đây là con người rất tốt bụng. Ở tập trước, nhờ chăm chỉ làm lụng mà Từ trồng được vườn chuối cùng ruộng lúa tốt tươi. Anh cũng kết thân cùng bầy khỉ, còn cho chúng ăn chuối, nên chúng mang cho anh rất nhiều thức ăn ngon. Vì ăn phải món rau giúp ngủ ngon mà Từ ngủ say như chết, nên bầy khỉ hè nhau mang anh đi chôn. Tội nghiệp hai người quá. Nếu không chê thì hai người có thể nhập bọn với chúng ta. Đến chôn người này ở đâu nhỉ? Hầm vàng hay hầm bạc? Chôn mới hầm bạc cho gần đi. Chôn mới hầm vàng á, ở đó đẹp hơn. Được rồi, vậy người này rất tốt bụng nên sẽ chôn người này ở hầm vàng. Các ngươi nhanh chân lên. Nâu đen có phải không? Mà đây là đâu? Sao tôi lại ở đây vậy? Tao ăn trúng đầu ngủ ngon rồi ngủ say như chết, nên bày khỉ cho tụi mày mang đi chôn có đúng không? Ây da! Vàng! Tôi đang mơ có phải không? Vàng nhiều quá! Thôi, như vậy là đủ rồi. Lấy nhiều quá, tao không biết làm gì. Tụi mày nhớ đường về phải không? Mau đưa tao về nhà đi. Có khi nào nó về đòi chia tài sản không bà? Nó muốn chia lại tài sản thì phải bước qua xác tôi. Xác bà mà kêu thằng Từ bước qua e hơi khó đó nha. Anh chị có khỏe không? Khỏe để đánh nhau với chú hả? Chú về đây làm gì? Dạ, em đã thu hoạch xong mảnh ruộng gian rừng, bán được ít tiền về gửi anh chị làm giỗ cho cha. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện tiền nông á là chị dễ lắm, ai đưa là chị nhận à. Em còn tính hỏi chuyện nhà, chuyện ruộng, chuyện trâu nữa. Chú đòi chia lại tài sản phải không? Dạ không, em có chút vàng, tính nhờ anh chị giúp em tậu nhà, tậu ruộng, tậu trâu. Sao chú có nhiều vàng vậy? Hay là cha giấu vàng ngoài ruộng? Dạ, làm gì có. Chuyện là như vậy nè. Chú Từ nè, lâu nay á anh chị lo cho chú lắm, chú vất vả quá à. Anh chị tính vậy, năm nay chú về lại mảnh ruộng bên đình mà cày cấy, để anh chị ra mảnh đất ven rừng làm thay cho chú, được không? Anh chị mang theo con nâu và con đen ra đó để canh trộm, với lại á chúng cũng thạo việc ngoài đó hơn con trâu nhà này. Dạ, anh chị nói vậy thì em xin nghe. Thì hát đi, phải hát to lên mới dụ tụi khỉ tới được. Cây đồng đang mũi ban trưa, màu hôi thanh thoát như mùa ruộng cày. Ai ơi, bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cây muôn phần. Trời ơi,
khủng vậy trời? Nhìn tụi nó sợ quá ông ơi. Bà cứ bình tĩnh, tôi tưởng tụi nó phải sợ bà chứ. Người kia chết rồi, lại có thêm hai người khác đến. Đâu kẹo kẹo cũng xin. Chúng ta về với cậu Từ đây. Chó mà đòi chơi sư. Sao tụi khỉ gió không mang rau, mang thịt cá đến vậy ta? Mình nằm ra đây giả chết cho nhanh. Cái rau đó ăn vào mình ngủ say như chết rồi biết tụi nó khiêng mình đi đâu. Ý này hay à nha. Hai người này yếu quá, mới mấy hôm đã lăn ra chết rồi. Không bằng người kia, cho chúng ta ăn bao nhiêu chuối rồi mới chết. Người này chết thiệt rồi, người này chết thiệt rồi. Lại phải mang đi chôn nhanh thôi. Chôn ở hầm vàng hay hầm bạc? Chôn ở hầm vàng với người kia. Người này nặng quá, chôn ở hầm bạc cho gần nè. Đừng chôn chúng ta ở hầm bạc. Chôn ở hầm vàng với ngay xuyên quá. Giật mình hoảng sợ vì ngỡ người chết sống dậy nên ở lại giữ nhà thờ phụng cha mẹ, tiếp tục chăm chỉ cả. Ngày xưa có một cô bé tên là Mai sống cùng cha mẹ và chị gái trên núi. Cha của cô bé là người chuyên đánh đuổi thú dữ và yêu quái bảo vệ dân làng, nên cô rất thần tượng cha và muốn được như cha. Nay mai cha về tới, nhưng cũng phải có cơm canh tươm tất cho cha mẹ chứ. Lần này cha về nhất định em xin cha dạy võ cho em. Chị Mai ơi, em cũng muốn học. Được, cha em học cùng luôn. Hai đứa có học được không? Khó lắm đó nha. Được chứ, được chứ. Mình có thể chữa cho nó không chị? Tội nó quá à. Đưa nó về nhà mình đã. Chị phải nấu cơm cho cha mẹ nữa. Gần trưa rồi. Ba ngày nữa nó có thể bay nhảy lại được rồi.
Vậy thì hay quá, chị Mai giỏi quá à. Ba mẹ chị dạy cho chị hết đó. Biết một chút y thuật sẽ giúp ích cho mình và cho người khác. Em cho chim ăn đi, chị giúp chị Hoa một lát. Chị nấu xong rồi, phần dọn dẹp là của em đó. Dạ. Thật tội nghiệp ông Táo, quanh năm chỉ toàn củi lửa và nhỏ nồi, chắc ông nóng lắm. Ai hắt nước vô ta vậy? Con xin lỗi ông mà, nhưng ông là ai vậy? Ông là một trong ba ông Táo của nhà con đây. Thì ra là vậy. Vì con sợ ông Táo bị nóng nên mới đổ nước cho ông má. Con thật là tốt khi lo cho nhà Táo chúng ta. Nhưng là thần bếp á thì thích lửa, vậy nên nước sẽ làm cho chúng ta bị cảm đó. Con hiểu chưa? Dạ, con xin lỗi ông. Con có thể làm gì cho ông không? Ông có thích món gì khác ngoài lửa không? Con muốn tặng quà ta sao? Ông đã giữ lửa cho nhà con được ấm áp và có nhiều bữa ăn ngon trong bao năm qua. Con rất muốn tặng quà để cảm ơn ông. Ta thật vui khi con nghĩ như vậy. Nếu muốn, con có thể tặng cá chép cho ta, để đến ngày 23 tháng chạp, ta có thể cưỡi cá về trời chầu Ngọc Hoàng. Dạ được ạ. Chiều nay con sẽ đi câu cá chép tặng ông. Được lắm. Vậy ta đi đây, các con mau ra đón cha đi. Ông Táo nói vậy nghĩa là cha chúng ta sắp về hả? Các con ơi, cha đã về. Cha đã về. Cha ơi, cha xong việc rồi hả? Cha có mệt không? Cha bắt được hổ dữ rồi hả cha? Cha có bị thương không? Con hổ này mạnh thiệt đó các con ạ. Cha phải đấu với nó đến chiều tối luôn đó. Chú ơi, chú kể cho tụi con nghe về chuyện đánh hổ đi ạ. Hai đứa không thấy cha đi về mệt lắm hay sao? Cha chờ một chút, con lấy nước cho cha uống nha. Được, cha sẽ kể cho các con nghe. Hay quá. Thấy rồi, nó chồm lên. Cha nhắm trúng mõm của nó và ấm một cái, con hổ té xuống không kêu được tiếng nào luôn. Giữa trưa mà ngồi ngoài nắng vậy hả? Mẹ về, con cũng muốn được như cha, đánh đuổi yêu quái, giúp đỡ dân làng. Chú ơi, con cũng muốn học võ, con có thể giúp chú không? Thể được, con là con gái, dù khỏe mạnh nhưng sức của nữ nhi rất khó đấu lại quái vật. Nó rất là hung hăng, chúng nó không chừa một ai cả. Còn mướp, con còn quá nhỏ. Dạ lại, cha mẹ con mất sớm, bà ngoại chỉ còn có mình con. Ta không muốn con mạo hiểm tính mạng để bà con lo lắng. Cha đừng lo, con sẽ cố công học giỏi võ nghệ. Như vậy, bạn yêu quái sẽ không thể làm hại con được. Cha à, ít ra cha hãy dạy con để con theo phụ cha. Một mình cha, lỡ gặp bọn chúng quá đông thì phải làm thế nào? Tôi thấy Mai nó nói đúng đó mình. Mình cứ thử dạy nó coi sao. Nếu nó không có năng khiếu á, thì mình cứ cho nó học để thân thể khỏe mạnh thôi cũng được mà. Thôi, cũng được. Vậy cha sẽ dạy cho con rèn luyện sức khỏe vậy. Vậy chú cũng dạy cho con nha. Con cũng muốn học. Thôi, còn giờ á thì mau vào ăn cơm, chiều mất rồi. Dạ. Hey!
lẽ cha đã nhầm về con. Mai, con có năng khiếu học giỏi đó. Còn Mướp, do là con còn quá nhỏ, có khi đợi thêm vài tuổi nữa rồi tập lại xem sao. Trong vườn hoa tìm một cây năm nhà, nằm ở đâu hai cây năm nhà, để ta đèn về nấu canh cho bà. Lè 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 lè. Ai ở đó? Ra mặt đi, tôi có giỏ đó nha. Trời ơi, con thỏ là mình hết hồn. Lại một chú thỏ khác nữa. Yêu quái, ta có võ công cao cường, biết điều thì lui đi, không thì ngươi sẽ biết đây đó. Biết, con học rất nhanh và giỏi nữa. Con thích học võ đến vậy sao? Dạ, thưa ông. Con cảm thấy những thế võ không xa lạ gì với mình. Vậy là tốt. Con có tài năng như vậy, chắc chắn sẽ làm nên chuyện, giúp cha con đánh đuổi bọn quái vật, giữ bình yên cho dân làng. Mày bị làm sao vậy? Con chim nói đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Có một con quái thú gần đây. Con phải cẩn thận bé Mai à. Hả? Cha mẹ ơi, không hay rồi. Bé Mướp nó có chuyện. Con sao vậy? Con chuyện gì? Từ từ nói. Cha, mẹ, lúc nãy con qua đưa quần áo mới may cho nhà bé Mướp, thì bà nói Mướp đi hái nấm trong rừng từ chiều chưa thấy về. Cầu mong là đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Mình đừng lo lắng quá. Có thể thằng bé đi lạc hoặc ngủ quên đâu đó trong rừng. Để tôi đi kiếm nó về. Mấy mẹ con ở nhà khóa cửa nẻo cẩn thận. Thưa cha, cha con đi với. Có gì con cũng phụ cha. Con đi theo làm gì? Cha đi vào rừng đêm thường xuyên, con không cần lo. Lúc nãy ông Táo nhà mình nói với con, có một con quái thú xuất hiện gần đây. Cha hãy cho con đi theo để giúp đỡ cha. Thôi, vậy thì nguy hiểm quá. Con chỉ mới học võ được có vài ngày, làm sao mà hạ được con quái thú mà đòi đi. Mẹ đừng lo, con bắn một mũi tên không trúng thì con bắn 2 mũi, 5 mũi, 10 mũi. Với lại, con chỉ phụ cha, chứ không làm vướng chân cha đâu. Thôi được rồi, mình cứ yên tâm đi. Tôi sẽ đưa con theo cho nó học hỏi là chính. Cha con tôi tìm được Mướp á, sẽ về ngay. Vậy thì hai cha con phải cẩn thận đó nha. Dạ, con biết rồi ạ. Em và cha phải nhớ trở về bình an nghe chưa. Chị đã may cho em một cái áo mới màu vàng mà em thích rồi nè. Em cảm ơn chị. Mình chạy nãy giờ kịp đâu. Mệt quá, phải nghỉ một lát thôi. Người có chạy đằng trời, ta chỉ cần ăn thịt 2 người nữa thôi, ta sẽ trở thành bất tử trong trời đất. Mướp ơi, con ở đâu? Mướp! Mướp ơi! Em ở đâu? Cái gì vậy? Ý, là cái giả của Mướp. Có một con gì rất lớn đã bắt Mướp đi rồi. Cha không thấy dấu chân của nó. Có khi nào Mướp bị ăn thịt rồi không cha? Chít chít chít! Cha ơi, lại xem nè. Đây hẳn là dấu hiệu Mướp để lại cho chúng ta biết đường đi theo.
có lẽ đúng đó. Cỏ cây chỗ này cũng bị rạp đi. Một con thú lớn như vậy nhất định phải có dấu vết rõ ràng. Theo như cha đoán thì đây hẳn phải là một con trăn hoặc là một con rắn khá lớn. Giờ con núp ở đây, cha sẽ dẫn dụ nó ra. Con vào cứu mướp, nhớ cẩn thận đó. Dạ, thưa cha, cha cũng phải cẩn thận. Quái, mau ra đi. Hey, hôm nay tự nhiên lại có kẻ nạp mạng. Ta sẽ trở thành bất tử. Lại đây, con trăn quái ác kia. Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi. Ngươi mà ta, ta là trăn tinh ngàn năm, chưa từng để sống con mồi nào. Mướp, em đâu rồi? Chị Mai, em ở trên này nè, mà cô em chơi. Được rồi, chị sẽ bắn đứt dây treo để cứu em. Em không được la to đó. Em có bị thương ở đâu không? Không chị, nhưng em sợ quá. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Con mồi của ta. Cái gì thế này? Con chim chết tiệt. Tình đâu? Nó chết rồi cha ạ. Mình mau về thôi. Đúng rồi, mau mau đi khỏi đây. Cha đã yếu sức rồi. Thật cảm ơn Mai và gia đình con đã cứu giúp thằng Mướp. Không thì chắc bà cháu chẳng còn được gặp nhau. Bà đừng khách sáo. Gia đình con trước nay đều thương hai bà cháu, coi bà và Mướp như người trong nhà. Hơn nữa, con quái vật đó nếu không trừ diệt sẽ gây họa cho tất cả mọi người. Nhưng anh nhà bị thương như vậy, tôi nghe nói bị trúng hơi độc của trăng tinh phải không? Dạ, cũng là chồng con bất cẩn. Để lát con đi nhờ thầy Lan chữa bệnh coi sao. Cảm ơn chị đã cứu em. Em tưởng là không còn được gặp chị nữa rồi. Phải rồi, nhờ mày cũng đến cứu tao nữa. Em nói gì vậy? Đương nhiên chị phải đến cứu em chứ. Nhưng em cũng rất dũng cảm mà. Chị nghĩ con trăn nó chết thật chưa? Ủa, sao em lại hỏi như vậy? Chúng ta đã ở đó một lúc và nó đâu có động đậy nữa. May mà ta chiếm được hồ nước thật này. Dù bệnh tật thương tích cỡ nào cũng không sao, nhưng ta không muốn phải dựa vào hồ nước này mãi.
phải bất tử. Trước hết, ta phải trả thù con nhóc hỗn xược đó. Con thật sự rất dũng cảm, mới học võ mà đã cùng cha đi diệt yêu quái. Con không sợ sao? Con cũng sợ, nhưng lúc đó chỉ có một mình cha con chiến đấu. Con muốn giúp cha và cứu mướp, nên con quên cả sợ luôn. Con giỏi lắm. Có điều ta chưa rõ lắm. Ta nghe thổ địa từng nói, con trăng đó đã ngàn năm tuổi, làm sao nó sống dai như vậy được? Con thấy trong hang của nó có rất nhiều xương người và động vật. Con còn nghe mướp kể là nó ăn thêm hai người nữa là sẽ được bất tử. Ra là vậy. Chú chim này vừa cho ta biết trong hang trăng tinh có một hồ nước phải không? Dạ. Vậy là đúng rồi. Đó là hồ nước thần rất hiếm có, chữa được bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Có lẽ con trăng này đã tu luyện nhờ hồ nước này. Vậy nếu có nước từ hồ này thì cha con sẽ khỏe lại sao? Có thể lắm. Vì ông ấy đã hít phải hơi độc của trăng tinh, tuy không gây chết người ngay lập tức, nhưng sẽ làm cho người ta yếu dần mà chết. Mai ơi, con mau lấy khăn và nước cho cha đi con. Dạ. Đây là dãy cá chép đã quá rồng, con hãy nghiền thành bột cho cha uống. Nó có tác dụng khống chế tà khí yêu ma trong một thời gian ngắn, cha con sẽ cầm cự thêm được vài ngày. Con cảm ơn ông Táo. Chị Hoa đi đâu mà vội vậy? Trời ơi, chị xuống làng tìm thầy Lan chữa bệnh cho cha. Em biết nhà thầy Lan, em sẽ dẫn chị đi ha. Ê, chờ chị với. Ngươi không phải quắt con hỗn xược đó, nhưng mùi của ngươi cho ta biết ngươi chính là người nhà của nó. Ta phải bắt ngươi. Con! Hả mẹ? Chị con xuống làng tìm thầy Lan chữa trị cho cha rồi. Trời tối thế này, sao mẹ không gọi con đi cùng chị ấy? Mẹ cũng định gọi, mà con bé cứ sốt ruột đi ngay à. Nó nói con bận nấu cơm. Mẹ ơi, lúc nãy ông Táo cho con một ít vảy rồng. Ông Táo nói cha uống vào sẽ cầm cự được mấy ngày. Ông Táo không tốt bụng quá. Nhưng giá có cách gì trị được hẳn bệnh cho cha con á thì tốt quá. Chị Mai ơi, quay rồi, chị Hoa bị quái vật chăn tinh bắt đi rồi. Con thấy chị Hoa đi xuống làng tìm thầy Lan, con định chỉ đường cho chị ấy, thì quay lại thấy chăn tinh bắt chị Hoa đi rồi. Em nói sao? Chị Hoa bị làm sao? Em nói thật mà. Chị Hoa bị trăng tinh bắt đi rồi. Trên mắt em nhìn thấy. Mình định làm gì vậy? Tôi phải đi cứu bé Hoa. Cha mẹ hãy để con đi cứu chị Hoa. Con sẽ lấy nước thần về chữa bệnh cho cha. Không thể được. Chị Hoa con đã bị bắt mất rồi. Chẳng lẽ con muốn cha mẹ mất cả con nữa sao? Cha con thì lại đang bệnh như vậy. Nhưng mẹ ơi, còn chị Hoa, ai sẽ cứu chị ấy ngoài con? Chỉ có con và cha biết chỗ trăng tinh thôi. Không được, con không đủ sức để đấu lại trăng tinh. Nếu con đi, mẹ không chấp nhận. Chỉ có thể mẹ sẽ mất luôn cả con. Cha con thì đang bị thương. Làm sao đây? Hay trong làng coi còn có ai có thể giúp chúng ta được không? Mẹ sẽ đi tìm ngay. Mình, có ai có thể giúp chúng ta không mình? Mình cản con lại đi mình. Có lẽ mày nói đúng đó mình à. Chúng ta chẳng còn hy vọng nào khác để cứu bé Hoa. Mẹ đừng có lo, con đã diệt được con trăng tinh này một lần, nhờ có nước thần nó mới sống lại.
Con tin là lần này con sẽ diệt trừ được nó, đem chị Hoa trở về an toàn, rồi đem nước thần về chữa bệnh cho cha. Cả nhà ta lại vui vẻ như xưa. Cha sẽ để cho con đi, nhưng cha sẽ đi cùng con. Uống dậy rồng khiến cha khỏe hơn nhiều rồi, cha sẽ đi hỗ trợ con. Chị Mai, hay chị cho em theo giúp chị có được không? Nè Mướp, mang chú chim này theo đi, nó rất thông minh, nó sẽ chỉ đường cho dân làng tìm đến chỗ cha con chị. Giang Tinh, cha ta là người diệt yêu quái, em ta có võ công cao cường, sẽ đến đây tiêu diệt ngươi. Mau thả ta ra. Ấy, đây chính là con quát con mà ta muốn tìm. Cha ngươi đã nhiễm hơi độc của ta, sợ rằng đứng lên cũng không nổi nữa. Ta chờ con em của ngươi đến để ăn thịt hai chị em một lúc, vừa trả thù vừa trở nên bất tử. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Cứ la hét quả thích đi. Khi ta bắt được em ngươi thì các ngươi chẳng còn cơ hội la hét nữa đâu. Có kẻ đã đến đây, phải chăng là... Cha, cha có sao không? Cha hơi mệt thôi, chúng ta mau đi tiếp kẻo muộn. Cha ngồi nghỉ một lát đi, chúng ta đã đi khá lâu rồi. Theo con nhớ thì hang Trăng Tinh không còn xa nữa đâu. Bé Mai, may quá, ta đã tìm được hai cha con rồi. Ta theo ánh lửa mới hiện lên gặp con được. Con chào ông. Xin lỗi ông, con đi gấp mà chưa kịp tạm biệt ông. Ông biết, ông đến để hỏi con về dãy rồng ông đưa, con còn không? Dạ đây thưa ông, con đã nghiền thành bột và cho vào túi này để cha con uống trên đường đi. Phải lắm, ta muốn nói là bột dãy rồng cũng chống được hơi độc và làm yêu quái đuối sức, còn có thể tạt vào Trăng Tinh khi đánh nhào với nó. Thật sao? Con xin cảm ơn ông. Thôi, ta phải trở về coi bếp và bảo vệ nhà cho hai cha con đây. Chúc hai cha con mau trừ được Trăng Tinh. Ông chờ ba cha con trở về nha. Tiếng động đó có phải là Trăng Tinh không? Hình như lúc này đã có con gì đó rình ở đây. Có phải Trăng Tinh không cha? Có thể lắm. Nhưng nếu đúng vậy, tại sao nó không tấn công chúng ta? Khoan đã, hình như cha thấy có gì đó không ổn. Cha, cha có sao không? Cha ơi, cha mau uống hết chỗ này đi. Như vậy, chúng ta không còn nhảy rồng để chiến đấu với Trăng Tinh nữa. Cha mau uống đi, sức khỏe cha quan trọng hơn. Con Trăng Tinh thật quá nham hiểm, dằn cái bẫy này cho chúng ta đuối sức trước khi đến nơi. Vậy chính là nó đã nghe lén chúng ta nói chuyện với ông Táo. Nó biết chúng ta có dãy rồng nên không vội tấn công mà làm suy yếu chúng ta. Chúng ta đã khinh địch rồi. Lần trước Trăng Tinh đã khinh thường chúng ta nên đã thất bại, còn lần này là do chúng ta chủ quan nên giờ mọi việc sẽ khó khăn hơn. Hồ thân, các ngươi hãy nhìn kỹ, chị ngươi phải chống đỡ tại ta, chưa phải cố không trượt chân khỏi vạch ta. Ngươi ở đâu? Mau ra đây. Muốn
bác được không? Trời, mau cứu em Mai đi, ở đây nguy hiểm lắm. Nắm tay cha đi con. Nhưng mà tảng đá sẽ rơi xuống, còn em Mai. Thưa cha, thưa cha ra hiểu, thì con đu qua nắm tay cha. Dạ. Hôm nay ta phải tiêu diệt được ngươi. Ta cũng vậy. Cha đếm 1, 2, 3, con nhảy qua nắm tay cha liền nghe. 1. Chú chim này, trời ơi, là bé Mai đó sao? Ông ơi, con diệt được Trân Tinh nhưng cũng bị nó xiết chết rồi. Cái gì? Mai con gái tôi. Ông xem, nếu con chết thế này thì cha mẹ và chị con làm sao sống nổi? Ông có cách nào xin với Ngọc Hoàng cho con được sống lại không? Mình ơi, tôi xin lỗi, tôi chỉ cứu được một đứa bé Mai. Con mình đã... Khoan khoan, mình đừng nói gì dội. Bé Mai đã nhập vào chú chim vàng này, về xin ông Táo cho sống lại. Ông Táo đã đi xin với Ngọc Hoàng rồi, chúng ta hãy chờ xem. Thật hả? Chuyện như vậy, Ngọc Hoàng đã biết gia đình anh chị hiền lành, chuyên diệt yêu quái để giúp người. Bé Mai lại nhân hậu dũng cảm, xả thân cứu mọi người. Nay cho bé Mai được sống lại mỗi năm 9 ngày ở dương gian. Cha mẹ ơi! Chị ơi! Bước ơi! Con đã về đây! Sau đó, cứ đến 29 Tết hàng năm, Mai lại về sống với gia đình 9 ngày. Đến khi gia đình Mai không còn ai, thì cô bé không về nữa, mà chỉ còn một loài cây quanh năm xanh lá. Đến Tết mới nở hoa vàng rực như áo cô bé. Dân gian gọi là hoa mai, họ đem về trồng ở mỗi nhà. Mỗi năm hoa nở sắc vàng tươi, mang nhiều ý nghĩa về sự vui vẻ, may mắn, sum họp gia đình những ngày đầu năm mới. Lưng bà không được khỏe, bà ngồi nghỉ để cháu quét sân cho. Ngày xưa, có một chú bé tên Hào, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng người bà tại ngôi làng ở xa kinh thành. Tuy còn nhỏ nhưng chú bé Hào lại rất ngoan, luôn chăm sóc cho bà và sẵn lòng giúp đỡ cho mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà cậu. Bà ơi, ngày nào cũng được nghe tiếng chim hót như vậy thật thích. Vì cháu yêu thương các loài vật nên chúng mới hót cho cháu nghe đó. Chúng hót để cho bà vui và sống lâu với cháu đó, đúng không chim nhỏ? Bà chỉ cần thấy cháu lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn là vui rồi. Đầu của tôi. Ai đó? Hào, cháu có sao không? Tức quá, lại bắn chợt. Nè anh Quý, anh bắn trúng đầu tôi, sao không xin lỗi? Xin lỗi hả?
tao còn chưa xử mày cái tội đứng chắn đường che khuất tầm nhìn, làm tao bắn trật con chim kia. Chưa bắt mày đền là còn may, ở đó mà la lối. Anh thật là ngang ngược. Anh đừng nghĩ anh là con phú ông, thì muốn làm gì thì làm. Tao vậy đó, mày làm gì được tao? Anh đi chỗ khác đi. Đừng có vào sân nhà tôi, làm hại mấy bạn chim nữa. Mày tưởng tao thích tới nhà mày hả? Chỉ tại quanh đây nhiều chim tới làm tổ nên tao mới tới thôi. Mà chả hiểu sao vườn nhà tao cũng cây cối tùm mà sao không có con chim chóc nào thèm tới. Nè, đất lạnh thì chim mới đậu, con yêu thương chim chóc thì chúng mới tới nhà con. Con cứ bắn chim, bắt chim hoài thì con nào dám tới nhà con nữa. Chim bay đầy trời, bắt vài con cũng đâu có hết đâu mà lo. Không nói chuyện với hai người nữa, tôi đi chỗ khác tìm chim đây. Dạ thôi, cháu phải ra đồng đây, kẻo trời nắng. Bà ở nhà đang sọt ít thôi, bà đừng cố quá, không lại mệt đó. Bà biết rồi. Cáo xấu xa. Én nhỏ, em không sao chứ? Có anh đây, đừng sợ. Thằng Hào kia rồi, mình sẽ trêu chọc nó với mấy con chim én tiếp. Ê, Hào. Anh Quý, đừng lại đây, có con cáo dữ. Mày tưởng gạt được tao hả? Ôi trời ơi, cáo, cứu tôi với. Không sao rồi anh Quý, anh không bị thương đâu chứ? Sao cứ gặp mày là tao lại xui xẻo. Thôi, tránh xa tao ra cho tao nhờ. Là anh tự chạy tới gần tôi mà. Én nhỏ, không sao đâu, con cáo kia chạy rồi. Cánh của em bị thương rồi, tội nghiệp quá. Để anh về băng bó vết thương cho em nha. Cánh của em vẫn đang bị thương, chưa có bay được đâu. Bà thấy vết thương của én chưa thể lành ngay được đâu. Cháu lấy rơm ngoài giường làm cho én nhỏ một cái tổ để nó nằm cho ấm. Dạ, cháu đi làm ngay. Én nhỏ ơi, đợi anh chút nha. May quá, cánh của én nhỏ đã hoàn toàn bình phục rồi. Giờ em có thể tha hồ bay lượn. Cháu nhìn kìa. Có phải én nhỏ đang nhớ nhà đúng không bà? Đúng rồi, én nhỏ đã khỏe mạnh, đã đến lúc én nhỏ nên trở về với gia đình thật sự của nó. Với lại mùa đông lạnh giá sắp đến rồi, chim én cần di cư về phương Nam để tránh gió rét đó con à. Dạ cháu hiểu rồi. Vậy én nhỏ ơi, em cứ bay theo đàn đi. Khi nào tới mùa xuân ấm áp, én lại về thăm anh và bà nha. Tạm biệt én nhỏ. Én nhỏ, có phải em không? Đúng là én nhỏ thiệt rồi. Này em lớn quá à. Bà ơi, én nhỏ nè, em ấy nhớ đường về thăm mình thiệt nè. Thật là kỳ lạ, không ngờ đã mấy tháng trôi qua mà chim én vẫn nhớ nhà của bà cháu mình.
Em cho anh cái gì à? Có lẽ đây là một hạt giống, cháu cứ thử gieo trồng xem sao. Cháu sẽ chăm sóc cho hạt giống thật tốt. Cháu bà giỏi lắm. Năm nay nắng nóng kéo dài, nước ở các mương nội đồng cũng cạn kiệt, đất đai khô cằn hết rồi. Bao nhiêu năm làm nông, tôi chưa thấy đợt nào khô hạn kéo dài như năm nay. Năm nay bà con nông dân lại khổ đây. Hào, cháu lỡ đây, hạt giống này thật là kỳ lạ. Chỉ mới gieo trồng vài ngày mà cây đã cao lớn, ra một quả rồi đây nè. Hay quá à. Vậy chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có bầu ăn rồi. Sao vậy Hào? Cây bầu nhà mình xanh tốt quá, chẳng bù với cây lúa ngoài đồng bà ơi. Năm nay trời khô hạn, cả ruộng lúa sắp chết khô rồi. Nếu lúa mà chết, thì bà cháu ta biết lấy gì mà sống. Ăn đỡ chén cháo loãng đi con, nhà mình giờ chẳng còn gì để ăn hết. Con vẫn đói bụng quá, mẹ ơi. Hết gạo rồi, hay là mình thử qua nhà Phú Ông vay ít gạo xem sao. Năm ấy hạn hán mất mùa, nông dân rơi vào cảnh đói khổ. Trong làng chỉ có nhà Phú Ông là giàu có, nhưng keo kiệt, chẳng chịu giúp đỡ người khó khăn. Ai đến vay gạo cũng bị ông khước từ. Các ông các bà về cho. Đợi gì Phú Ông bận nên hôm nay không có tiếp khách. Xin cho tôi gặp Phú Ông đi, tôi chỉ muốn vay ít gạo. Cả nhà tôi đã không có gì bỏ bụng mấy ngày nay rồi. Không có vay mượn cái gì hết. Ai có tiền có bạc mua gạo thì ông bán. Kìa Phú Ông, chúng tôi nông dân quanh năm làm ruộng chỉ đủ ăn, lấy đâu ra bạc vàng. Ông rủ lòng thương cho chúng tôi vay ít gạo sống qua bữa. Dù tới được mùa, chúng tôi hứa sẽ trả đủ mà. Xí, giờ còn chả có gạo để ăn mà hứa với hẹn. Không có nói nhiều, không có tiền thì đi chỗ khác. Hầu đâu, đóng cửa cho ông bà. Kìa Phú Ông, Phú Bà, xin ông bà đó. Làm ơn thương tình. Vợ chồng nhà Phú Ông thiệt keo kiệt. Mình có nhịn đói vài ngày cũng không sao, chỉ lo cho bà. Hả? Chuyện gì vậy? Quả bầu. Bà ơi bà, mình không có gạo thì mình ăn đỡ bầu. Bầu luộc, bầu hay bầu xào gì cũng ngon, đúng không bà? Giờ này có bầu để ăn là tốt lắm rồi. Cháu hái xuống đi. Wow, trời ơi, bà nhìn kìa. Gì vậy nè? Bà già nên mắt mờ rồi à? Trong quả bầu lại toàn gạo trắc và vàng bạc. Không đâu, là thiệt đó bà. Vậy đây là quả bầu tiên rồi. Hóa ra đây là món quà mà én nhỏ muốn cảm ơn cháu đã cứu mạng nó đó. Hào nè, đây là món quà quý giá với hai bà cháu ta. Nhưng mà mọi người đang đói khổ vì mất mùa, cháu hãy chia gạo và vàng bạc vào những túi nhỏ rồi phát cho dân nghèo. Dạ, nhưng mà trước tiên để cháu nấu một bữa ăn cho bà đã nha. Từ hôm qua đến giờ bà chưa có được bữa nào no bụng. Đây đây. Dạ, của chị đây. Thầy. Con thấy để ăn là mừng rồi. Tốt quá rồi. Cảm ơn hai bà cháu rất nhiều. Hai người đúng là ân nhân của chúng tôi. Đừng có khách sáo. Hàng xóm láng giềng với nhau, giúp đỡ lúc hoạn nạn là lẽ thường tình mà. Dạ, cháu gửi ông. Cảm ơn cháu nghe, tốt quá rồi. Hôm nay cả nhà đều có gạo để ăn rồi. Dạ, cháu gửi bà. Mà trông bà lạ quá, bà có phải người dùng này không? À, ta ở làng kế bên, nhà nghèo quá nên đi lang thang. May gặp được hai bà cháu tốt bụng. Mà bà nhìn thì nhà cửa của hai người cũng chỉ là nhà tranh vách lá,
sao có dư của cải mà ban phát cho người khác vậy hả? Chuyện cũng dài dòng lắm. Nhìn bà già yếu thế này, liệu có đi được không? Hay nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về nha? Không, ta tự về được, không cần phiền cháu đâu. Người này nhìn đáng nghi quá bà ơi. Cháu nghĩ mình không nên nói chuyện mình có quả bầu tiên, đề phòng có kẻ tham lam lại có ý đồ xấu. Cháu nói cũng phải. Sao rồi, tôi sốt ruột quá. Họ chẳng hé miệng nửa lời. Chắc là có cái bí mật gì đây. Hay là nhà đó tìm được mỏ vàng. Chỉ có như vậy mới tự dưng giàu có, lắm gạo nhiều của như vậy. Họ đang đi phát cho cả làng kìa. Kỳ lạ thiệt. Con hay đi ngang qua nhà thằng Hào bắt chim, nó chỉ toàn làm nông, đan sọt, có thấy đi đào vàng bao giờ đâu. Không được, chúng ta phải tìm cách biết được bí mật của hai bà cháu đó. Hay, tôi có cách này. Bà cháu thằng Hào đâu? Hôm nay phải giải quyết rõ ràng mới được nha. Thưa ông bà Phú, không biết hai người qua đây có chuyện gì? Bà còn hỏi chuyện gì nữa hả? Là cái chuyện bà có thằng cháu chuyên ăn cắp của cải nhà người ta, rồi giả vờ tốt bụng đi ban phát cho người khác. Ông bà nói gì vậy ạ? Cháu làm gì có ăn cắp của cải của ông bà? Làm sao? Đây là gạo và vàng ăn cắp hả? Không ăn cắp. Mấy người nghĩ bà cháu thằng Hào làm gì mà có gạo vàng dư giả để phát cho mấy người hả? Hả? Tôi xin ông bà Phú đừng đặt điều vu oan cho bà cháu tôi. Xưa nay chúng tôi nghèo cho sạch, rách cho thơm, chưa bao giờ lấy cắp của ai thứ gì. Ông bà nói cháu ăn cắp, vậy có bằng chứng gì không? Ấy trời, tôi biết ngay là sẽ bị hỏi như vậy mà. Thứ nhất, năm nay mùa màng thất bát, ruộng của mấy người á cày cấy chết khô hết, thì làm sao mà có lúa thóc đầy nhà. Thứ hai, kho gạo nhà tôi bỗng dưng thiếu mất mấy bao, không phải bà cháu bà ăn cắp, vậy còn ai vào đây chứ? Nếu là của lấy cắp thì chúng tôi có đói cũng quyết không nhận đâu. Các cô bác nghe con giải thích, chuyện không như phú ông phú bà nói đâu. Gạo ở đâu ra? Vậy thì hai người giải thích đi, tại sao bỗng dưng bà lại cho nhiều gạo và vàng như vậy? Chuyện này nếu quả thật là của cải của hai người thì việc gì phải ấp a ấp úng chứ. Ông nè, tôi nghĩ mình nên đi báo quan thôi. Phú ông phú bà nói cũng có lý. Xưa này nhà hai bà cháu Hào cũng chẳng khá giả gì, nay lại có nhiều gạo vàng, thiệt là đáng nghi ngờ. Có thiệt đây là đồ ăn cắp không? Nếu mọi người đã nghi ngờ thì thôi, cháu cứ kể ra hết sự tình cho mọi người đi cháu. Bà sống từng tuổi này, không muốn bị mang tiếng là phường trộm cắp đâu. Dạ, thưa bà con, cách đây ít lâu, có lần cháu cứu được một chim én nhỏ. Chuyện là như vậy đó, vỏ quả bầu khổng lồ còn ở đây, mong mọi người hãy tin cháu. Đúng là quả bầu tiên, chưa bao giờ tôi thấy quả bầu nào lớn thế này. Chim én báo ân, thiệt là thần kỳ. Tôi tin hai bà cháu Hào không ăn cắp của cải gì nhà của phú ông đâu. Nếu như họ tham lam thì đã giữ riêng cho mình rồi, việc gì phải phát hết cho dân nghèo chúng ta. Phải đó. Dạ bẩm phú ông, phú bà, con vừa đếm lại số bao gạo, là do hồi sáng con buồn ngủ hay sao mà đếm nhầm, chứ không có thiếu bao nào ạ. Cái thằng này thiệt là, có đếm thôi cũng nhầm nữa. Lần sau mà nhầm á thì ông đủ việc đó, con nghe chưa? Dạ, con biết rồi thưa ông. Xem chút nữa là trách làm hai bà cháu rồi. À thôi, vợ chồng tôi không làm phiền hai người nữa, ta về thôi. Hầu, về nhà bà xử tội nghe chưa? Họ cố tình đặt điều để hỏi chuyện quả bầu tiên đây mà. Thôi bỏ qua đi cháu, mình sống ngay thẳng thì không sợ gì. Cháu phát tiếp cho mọi người đi.
Dạ, của ông con đây. Dạ đây. Trời ơi, ông mau nghĩ cách để bắt con chim yến đó cho tôi. Tôi nhất định phải có được quả bầu tiên như nhà thằng Hào. Ờ, nhưng biết con chim én nào mà bắt. Sao mà ông khờ gì mà khờ dữ vậy? Thì khi nào mùa xuân tới, cứ rình trước nhà thằng Hào, canh cái con nào bay vào nhà nó thì đích thị là con chim quý đó chứ gì. Ờ ha, vợ tôi thông minh dữ vậy trời. Có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra nữa. Đúng là cái nhà này có giàu hay không là nhờ bà hết đó nghe. Còn phải nói. Mà ông lên tập bắt chim đi nha. Để sống là chết với tôi. Nói về săn bắt chim thì ba mẹ cứ giao cho con. À, đúng rồi. Én ơi Én, sao mày có thể thoát khỏi chiếc náo quyền lực của ta? Trời đất, nó còn bay được kìa. Bắt được ngươi rồi, Én nhỏ của ta. Ông phải thương xót nó mới đúng chứ. Ông đang cứu nó mà. Trời ơi. Ờ ha, tôi quên mất. Trời ơi, Én nhỏ bé bỏng. Én tội nghiệp. Sao lại bị thương như vậy? À, không sao, đừng có lo. Ông bà sẽ chăm. Sao giờ này con chim Én kia còn chưa tới cho ta hạt giống nữa? Có khi nào nó quên đường về không bà? Không đâu. Trực giác của tôi mách bảo là nó sắp tới rồi đó. Tôi với ông nhất định phải đứng đợi trước nhà. Ba mẹ nhìn kìa, một bầy chim Én đang bay ngang qua nhà của chúng ta đó. Đúng là con Én đó rồi. Én nhỏ ơi, Én nhỏ, chào mừng My đã quay trở về nhà ông bà. Người tới báo ơn đúng không? Hạt bầu tiên của chúng ta đâu? Một hạt giống thật bà ơi. Phen này chúng ta giàu to rồi. Phải công nhận là trực giác của bà đúng thiệt đó nghe. Còn phải hỏi. Thôi, ông lo trồng hạt giống đi. Hạt bầu tiên ơi, lớn mau mau, hóa ra nhiều thóc gạo vàng bạc cho ông nghe. Để con trổ tài. Con trai mẹ giỏi quá. Quả bầu sắp nứt ra rồi. Mau mau đập tiếp đi con. Hả? Vàng bạc đâu? Sao sao lại có rắn ở trong quả bầu như vậy? Không thể nào. Mày rồi. Trong quả bầu có cả một đàn rắn. Bây giờ phải làm sao? Trực giác của bà tốt lắm mà. Giờ này còn trực giác cái gì nữa? Chạy ra ngoài mau lên. Tránh xa tao ra. Quý à, Quý. Tránh xa tao ra đây. Con trai tôi, trả con trai cho tôi. Quý ông mau đuổi theo hướng đất cho tôi. Ba mẹ ơi, cứu con trai. Bà ơi, tỉnh dậy đi. Có ai không? Cứu vợ con tôi với. Bà vẫn chưa tỉnh lại hả ông? Vẫn chưa. Chuyện ta giao cho ngươi sao rồi? Có tìm ra tung tích của cậu Quý không? Con đã đi tìm theo hướng ông chỉ, nhưng vẫn không tìm thấy cậu Quý. Con hỏi thăm người xung quanh thì không ai thấy một đàn rắn như ông kể cả. Thả con trai ta ra! Lũ rắn xấu xa kìa! Tránh xa ta ra! Bà tỉnh rồi hả? Tốt quá rồi! Bà thấy trong người sao rồi? Chuyện gì vậy? Sao? Tôi nằm đây. Bà bị trúng độc rắn cho nên ngất xỉu. Cũng may mà vết cắn không có sâu. Tôi mời thầy Lan về liền nên bà mới tai qua nạn khỏi đó. Thằng Quý đâu? Ông có cứu được con trai mình không? Tôi con ơi là con. Khổ thân con quá. Tôi phải đi cứu con. Tôi phải. Bà bình tĩnh, bình tĩnh. Bà bị rắn cắn ra nông nổi này, bản thân chưa khỏe thì làm sao đi cứu con được. Tại sao chim Én lại tặng bà cháu thằng Hào hạt bầu tiên mà lại tặng vợ chồng mình hạt bầu xui xẻo như thế này? Không được, tôi phải qua nhà thằng Hào hỏi mới được. À, đợi tôi dìu bà đi. Nè bà, con nhận vết thương nghe. Hả? Xưa giờ
Tôi chỉ nghe người này người kia đi bắt rắn, nay lại có chuyện rắn bắt người lạ lùng vậy à? Nè, thấy chưa, chuyện là vậy đó. Tôi còn bị rắn cắn suýt nữa mất mạng nữa đây. Vợ chồng tôi thật tình không hiểu tại sao quả bầu của hai người chứa toàn gạo trắng và vàng bạc, mà sao quả bầu của hai vợ chồng tôi lại toàn là rắn độc không à? Tôi đoán là vì Hào cháu tôi cứu chim én xuất phát từ tình thương yêu chim chóc, én nhỏ biết ơn nên tự nguyện tặng hạt bầu tiên. Còn hai người tham lam cố tình bẫy và giam lỏng chim thì đó là làm hại chứ không phải là thật tâm giúp nó rồi. Vậy ra chim én tặng hạt bầu chứa toàn rắn để trả thù nhà phú ông đã làm hại nó hả? Cũng tại vợ chồng tôi tham lam nên giờ con trai tôi mới bị rắn bắt đi. Hào ơi, mong cậu hãy giúp vợ chồng chúng tôi. Hào à, đến chim chóc muôn thú chắc còn ra tay cứu giúp, huống chi đây là một mạng người. Vợ chồng phú ông có sai nhưng mà đã biết lỗi, cháu nên bỏ qua và nghĩ cách giúp vợ chồng phú ông đi. Nhưng bà ơi, cháu cũng đâu biết lũ rắn bắt cậu Quý đi đâu. Các loài chim yêu quý cháu như vậy, chắc chắn chúng sẽ chỉ đường cho cháu đi đến đúng nơi cần đến. Dạ, vậy sáng ngày mai cháu sẽ lên đường ngay. Phú ông phú bà cứ về nhà, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để tìm ra anh Quý. Cảm ơn hai bà cháu, cảm ơn hai bà cháu rất nhiều. Chúng tôi chờ tin của hai người nhé. Cháu đi đường cẩn thận nha. Dạ, cháu biết rồi. Cháu sẽ đi theo hướng của đàn én xem sao, hy vọng sẽ gặp được én nhỏ. Hả? Đàn én kia rồi. Én nhỏ ơi, én nhỏ. Ây da, à, đau quá. Không được rồi, mình không đuổi kịp đàn én rồi. Ôi én nhỏ, là em đúng không? Anh biết nhà phú ông đã đối xử tệ với em, nhưng bây giờ họ đã biết sai rồi. Anh Quý bị rắn bắt đi, chưa rõ sống chết ra sao. Cả nhà phú ông ai cũng thấp thỏm lo lắng. Em hãy chỉ đường cho anh tới cứu anh Quý, có được không? Hả? Coi như anh năn nỉ em đi, én nhỏ đáng yêu của anh. Tuyệt quá, cảm ơn én nhỏ. Vậy em mau dẫn đường cho anh đi. Thì ra đây chính là nhà của em, phải không? Chào mừng cậu bé tốt bụng đến với đảo én. Ta là nữ thần chim én, cai quản cả hòn đảo này. Dạ, con xin cúi chào nữ thần. Vậy hạt bầu tiên mà én nhỏ tặng con trước đây là của nữ thần phải không? Đúng vậy, đó là món quà ta cảm ơn con đã cứu giúp én nhỏ. Đa tạ nữ thần, nhờ có hạt bầu tiên mà bà cháu của con cùng dân làng mới vượt qua được trận đói năm vừa rồi. Ta đã nghe én nhỏ kể lại chuyện con mang gạo và vàng ban phát cho dân nghèo. Con quả là một cậu bé tốt bụng và giàu lòng thương người. Chỉ những ai sống tử tế thì quả bầu mới chứa gạo thơm và bạc vàng quý giá. Còn ai tham lam, xấu xa thì trong quả bầu sẽ chỉ toàn rắn độc. Thưa nữ thần, con biết gia đình phú ông đã làm nhiều điều sai trái, nhưng nay họ đã ăn năn hối lỗi. Con mong nữ thần rộng lượng cho họ một cơ hội để gia đình đoàn tụ, cùng nhau sửa sai. Nhưng cậu ta đang bị giam giữ bởi lũ rắn độc vô cùng nguy hiểm. Con đã cân nhắc kỹ chưa? Dạ, con đã nghĩ kỹ rồi. Xin nữ thần hãy chỉ giúp. Đây là con đường dẫn đến đảo rắn, nơi giam giữ con trai nhà phú ông. Hãy nhớ, dù có thứ gì hấp dẫn dọc đường, con cũng không được phép chạm tay vào. Nếu không, con sẽ đánh thức lũ rắn. Đồng thời, con đường này cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Dạ, con xin ghi nhớ lời nữ thần đã dặn dò. Còn đây là một hạt giống, con hãy luôn giữ bên mình, phòng khi bất trắc hẳn lấy ra sử dụng. Cảm ơn nữ thần chim én, con xin phép được lên đường. Ừ.
Cậu bé đi đâu mà vội vậy kia? Ở đây có bao nhiêu thức ăn ngon chờ cậu thưởng thức nè. Hãy nhớ, dù có thứ gì hấp dẫn dọc đường, con cũng không được phép chạm tay vào. Nếu không, con sẽ đánh thức lũ rắn. Đồng thời, con đường này cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Không được, mình phải nghe lời nữ thần chim én đã dặn dò. Đi. Ở đây có bao nhiêu cao lương thị vậy? Trời ơi, nó ngon quá trời luôn. Anh Quý, em đến cứu anh đây. Hào, là em hả? Xin em giúp anh ra khỏi nơi này. Anh sợ lắm rồi. Cậu bé đáng yêu ơi, đi đâu mà vội vậy? Ở đây có bao nhiêu thức ăn ngon chờ các cậu thưởng thức nè. Xin mời. Anh Quý, đừng có chạm tay vào thứ gì. Nếu không lũ rắn sẽ thức dậy và con đường này sẽ sụp đổ đó. Mấy ngày rồi anh không có được ăn gì hết. Mấy món ăn nhìn hấp dẫn quá. Anh Quý, Ngon quá. Cái gì mà ghê vậy nè? Không xong rồi, lũ rắn đã thức dậy rồi. Ta chạy mau đi. Cứu với! Anh không biết bơi. Đúng rồi, mình còn có một hạt giống mà nữ thần chim én đã tặng. Hạt giống ơi, xin hãy cứu chúng tôi. Tốt quá rồi, chúng ta thoát nạn rồi. Anh không sao chứ? Cảm ơn em. Nếu không có em, chắc cả đời này anh sẽ bị nhốt ở đảo rắn. Trước đây anh đã có những hành động không tốt với em. Em bỏ qua cho anh nha. Anh bình an là tốt rồi. Ba mẹ anh đang mong tin anh lắm. Chúng ta cố gắng treo vào bờ đi. Nhờ được cậu bé Hào cứu giúp, cuối cùng cả nhà Phú Ông cũng được đoàn tụ bên nhau. Kể từ đó, Quý không còn săn bắt chim chóc như trước, mà học theo Hào, bắt đầu yêu thương và giúp đỡ các động vật gặp nạn. Phú Ông, Phú Bà cũng từ bỏ tính tham lam ích kỷ, thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khó hơn mình. Ngon quá. Hôm nay là một ngày thiệt đẹp. Ai mà đẹp thế này? Một gương mặt xinh đẹp nhất trong rừng chính là cáo ta chứ còn ai. Chào chị cáo. Chúc chị buổi sáng tốt lành. Ôi, ai đây? Sao mà trông ghê quá vậy? Em là cốc tía đây. Nhà ngươi có phải là thằng cốc tía lưng đầy mụn đó không hả? Dạ, em đây. Chị đang làm gì đó? Ta với nhà ngươi có chị em gì mà gọi chứ. Mau đi đi, đừng có lây những cái mụn cốc lên bộ lông xinh đẹp của ta. Em sinh ra đã mang mụn cốc này rồi. Gia đình em đều có mụn cốc trên người. Nhựa cốc trên lưng là để bảo vệ. Mặc kệ lý do gì, ta không chơi chung với kẻ xấu xí như nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Con cô quậy, con cô quậy à, con cô quậy à. Bài cua đánh trống hay quá. Tôi đang tìm một người để cùng tôi lập một ban nhạc. Tôi đánh trống và bạn ấy hát. Hay quá, cho mình hát chung nha. Được không? Phải thử thì mới biết. Đã xấu rồi, còn hát dở tệ à.
thì hát hay, ai ngờ lại dở đến như vậy. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà cũng đòi đánh trống nữa hả? Nè cua, ta khuyên ngươi nên đuổi nó đi. Cạo mấy cái mùn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay. Đừng kẹp tôi. Này cua kia, sao ngươi kẹp ta? So với vẻ xấu xí của bạn cóc, giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đuôi bây giờ. Ta là câu xóm, ta đi dân câu, cá ở đâu bao ra đây nào, la 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai, là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai, ai vừa cười đó? Dạ, là cháu, là cốc tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu? Cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ, tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì, ra đây nào. Bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác gấu. Bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá. Nhưng thật là quái lạ, ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chưa có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chơi cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng, rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác cháu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Chúng ta luôn vui vẻ. Ngon quá. Mình phải nhét sạch mật ong này mới được. Ta là cốc tia. Chị cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ông. Mình phải trừng trị cho cáo một bài học mới được. Chị cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Cút, cút đi mau. Tổ ông cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. Còn cáo định ăn cắp mật ong của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho con biết tay. Chị cáo ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Ngươi không được đánh trống nữa. Vậy sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Ngươi đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Lâm.
Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Ta luôn vui tươi, ta là gấu xám. Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi, ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. À, con cọp kia, ngươi làm cá bơi đi hết rồi. Ai cho ngươi đến đây câu cá hả con gấu to xác ngốc nghếch kia? Cút đi! Đất ở đây đều là của ta hết. Hồ cá này cũng là của ta. Thật là ngang ngược mà. Thế nào? Ngươi muốn đánh nhau với ta? Để xem ngươi chịu được mấy cú tát của ta. Thôi bỏ đi anh gấu. Anh đấu với tên cọp, dù thắng cũng bị thương thôi, hại thân. Ta thấy mụ ông vậy mà sáng suốt đó. Thân mình ngươi to xác nhưng đầu óc bé xíu, chớ không thông minh bằng mụ ông béo đâu. Nè, ngươi nói ai béo đó? Ta nói ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Béo mụ béo. Ta sẽ cho ngươi biết lễ độ. Con mụ béo kia dám chích ta hả? Hãy xem ta trả thù đây. Tổ ông của tôi, các con của tôi. Đáng đời, các người nhớ đó, đất này là của ta. Ngày mai ta còn thấy các ngươi lãng vảng ở đây, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Vậy ông đừng buồn, để tôi giúp vậy làm lại tổ mới. Tên cọp đáng ghét đó, lần sau ta sẽ cho hắn biết tay. Chào mọi người, mọi người đang làm gì đó? Ủa, sao chị ông lại khóc? Là ai phá tổ của chị vậy? Ê, chính là tên cọp. Ngày mai bác sẽ không để cho hắn ta đắc ý đâu. Hắn sẽ làm bác bị thương đó. Bác không sợ? Nếu chúng ta cứ nhún nhường sợ sệt, chỉ càng làm hắn ta đắc ý thêm thôi. Bác gấu nói đúng. Nếu chúng ta cứ nhún nhường, tên cọp sẽ càng hống hách hơn. Nhưng chúng ta sẽ dùng trí với hắn thay vì dùng sức. Bọn bắt con kia nghe mình đe dọa sợ không dám đến. Từ bây giờ chỗ này là của mình. Cọp kia, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ai đó? Ta là Cốc Tía. Ngươi mà tránh ra, không là ta xé xác ngươi bây giờ. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Ta chính là chú tể sơn lâm của khu rừng này. Nhà ngươi không biết ta sao? Ta chính là cậu ông trời đây. Nếu không tin, ta với ngươi thi tài xem ai hơn ai. Ta mà thắng là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thi thì thi, ta với ngươi thi nhảy, ai nhảy cao hơn thì thắng. Được, ta chấp ngươi đứng trước, ta đứng sau. Lừa mình, chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Ôi da! Tên nào cả gan dám đụng vào ta như vậy? À, anh cọp, anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau.
Bạn Cóc thiệt là thông minh. Cóc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi. Cọp đã trở lại cùng với cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À, cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta hai con cọp, sao nhà ngươi lại nộp có một con? Sao ta nó bụng nước? Hả? À, cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Quang hô, quang hô. Bạn Cóc hay quá, bạn Cóc giỏi quá. Từ nay chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Đúng, đoàn kết là sức mạnh. Xưa nay chuyện làm mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa. Nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Nhưng mà thưa Ngọc Hoàng, xưa nay thần chưa làm mưa dưới nhân gian bao giờ, chỉ sợ... Ngươi là Long Dương, trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài, ngươi không được từ chối. Dạ... thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ, Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó? Ngươi dám ăn dụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho hai người đó. Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần, chết mòn. Làm sao đây? Hạn hán đã 3 năm rồi. Tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Nước! 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 Khát nước quá, khát khô cổ họng rồi, khát đến mức không còn sức để bước đi nữa. Nè anh Gấu, anh hãy uống đỡ mật ong của tôi đi. Không, không, bây giờ một giọt mật cũng rất quý, chị hãy giữ lại cho mình đi. Anh cứ nhận đi. Những lúc như thế này chúng ta phải biết san sẻ với nhau chứ. Tôi vẫn còn chịu được. Chị hãy cho cô giọt mật này đi. Tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Nào, tôi giúp cậu. Cảm ơn. Không có hai người chắc tôi chết mất. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ chết khô mà thôi. Tại sao đến bây giờ mà ông trời vẫn không chịu làm mưa? Có lẽ
ông trời đã quên mất chúng ta rồi. Hay có khi ông đã ngủ quên. Lẽ nào phải có ai đó đánh thức ông trời vậy sao? Bác gấu nói đúng, phải đánh thức ông trời thôi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết khô mà thôi. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ đi lên trời để thưa kiện. Chúng ta chỉ là những con vật nhỏ bé, làm sao kiện ông trời lớn được? Hơn nữa, đường lên trời rất xa, chúng ta chưa đi đến đã bị mặt trời thiêu cháy rồi. Nếu không khéo còn bị trời đánh đó. Không được đâu. Ôi, công tía bị điên rồi. Tôi không điên. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ đi một mình. Tôi nhất định kiện trời một phen, để trời làm mưa xuống cứu sống mọi người. Cảm thấy tuyệt vọng. Ở đây đằng nào cũng chết khác. Tôi quyết định đi cùng với cốc lên kiện trời. Nhưng mà ông nói đúng. Hay chúng ta đồng hành cùng cốc liều lên kiện trời một phen. Mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng xin đi theo. Chúng ta mau đuổi theo cốc thôi. Sức để đe dọa ai nữa. Làm sao mà trở thành chúa tể sơn lâm đây? Của tôi. Của tôi. Tôi không còn đủ sức để kéo cô theo nữa rồi. Cô cáo à, tìm cách tháo đuôi cô ra đi. Thôi, thua rồi. Gỡ được thì đã may. Cũng tại anh chết nhát á mới khiến cái đuôi của hai chúng ta dính chặt vào nhau. Hôm đó tôi làm sao biết được cô có lừa tôi hay không? Tôi lừa anh làm gì? Anh không thấy con cốc đó nó bé tí hay sao? Tôi không tin. Làm sao một con cốc bé tí như thế lại có gan trêu chọc chúa tể sơn lâm như tôi chứ? Chắc là nó có phép màu. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Anh cọp nè, dù gì chúng ta vẫn dính với nhau. Anh hãy chia cho tôi nửa trái dừa trên tay anh được không? Anh coi đó, đôi chúng ta dính vào nhau như thế này, lỡ tôi chết thì anh phải kéo xác tôi đi, chẳng phải là vừa nặng vừa hôi thối hay sao? Cô nói cũng có lý. Thôi được, tôi sẽ cùng cô uống trái dừa này. Còn nhân với nhị cái gì? Xem cốc tí nhỏ bé mà gan dạ chưa kìa. Anh thì to xác mà gan lại bé à. Tôi thấy hai anh chị hãy cùng đi với chúng tôi đi. Chúng ta đồng lòng thì thế nào cũng tìm được đường lên trời. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên kiện trời thôi. Tôi với anh Cộp bị vướng với nhau như thế này chắc là khó đi lắm đây. Không sao, để chúng tôi giúp cho. Một lần dứt, một lần đau. Chịu đau tí nha. Tôi mừng quá nên quên cả mình đang sắp chết khát luôn. Ôi, cái đôi xinh đẹp của
càng của anh vậy mà lợi hại. Chúng ta có thể dùng nó để đối phó với tướng nhà trời. Tôi xin đi theo cốc. Tôi tin với sự gan dạ và trí thông minh của cốc sẽ dẫn chúng ta đến kiến trời thành công. Tôi cũng tin như vậy. Nên tất cả chúng ta phải đồng lòng. Phải, chúng ta là một đội. Nhiều người cũng tìm đường lên trời, nhưng mà chưa có ai vào được, đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Thiên lôi nghe nói rất là to lớn, một chân có thể giẫm bẹp chi con cô nhỏ bé như tôi. Tôi còn nghe nói trên tay ông ta là một chiếc búa chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn được hỗ trợ bởi thiên binh thiên tướng là chó và gà thần. Có gì mà phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể thắng được thiên lôi. Anh Cốc nói đúng, chúng ta đã đi đến đây rồi thì không việc gì phải sợ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể mới có thể chiến đấu với thiên lôi và thiên binh thiên tướng. Chị ông nói có lý. Tôi có một kế hoạch, mọi người hãy nghe theo lời của tôi. Đằng kia có một cái chùm nước của trời, anh cua hãy vào trong đó núp. Còn bác gấu, bác hãy nấp sau cánh cửa bên trái. Anh cọp nấp sau cánh cửa bên phải. Chị cáo, chị ông hãy nấp sau bức tượng đá kia. Còn tôi sẽ đến đánh trống kêu tới Ngọc Hoàng. Hễ mà tôi nghiến răng về phía ai, người đó hãy lao ra. Lâu rồi không nghe tiếng trống ngoài kia. Là ai cả gan dám đánh trống nhà trời vậy hả? Bộ không biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay sao? Gì? Ngươi đã đi đâu 3 ngày nay hả Thiên Lôi? Bên ngoài có người đánh trống, ngươi mau ra xem. Xin tuân lệnh. Cung đình như vậy hả? Chính là tôi đây. Là kẻ nào? Mau ra mặt đi. Tôi ở dưới này. Chính là tôi đây. Ta còn tưởng ông thần là to gan, hóa ra chỉ là một con vật nhỏ xíu như ngươi. Cái con vật xấu xí kia, ngươi là ai? Tôi chính là Cốc Tía. Ngươi đến đây để làm gì? Dám náo loạn cung đình, có biết tội không hả? Tôi đến đây để kiện trời. Hãy cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Hỗn láo. Cả gan dám đến đây gây náo loạn, phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng, lại còn không sợ chết rồi gặp Ngọc Hoàng nữa hả? Muốn định tội tôi náo loạn cung đình thì cứ gọi Ngọc Hoàng ra đây gặp tôi. Thì người nhỏ bé không hiểu chuyện, ta khuyên ngươi nên về đi là hơn. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ngọc Hoàng kiện ngươi cho bằng được. Ngài hãy mau vào báo với Ngọc Hoàng, mau mau ra đây gặp tôi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ngồi ở đó chờ đi. Ngọc Hoàng trăm công ngàn việc, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi. Kẻ nào to gan đánh trống ngoài đó vậy hả? Ta đã bảo ngươi đuổi nó đi rồi mà. Bẩm Ngọc Hoàng, bên ngoài là một con cốc xấu xí, nó đánh trống đòi gặp ngài cho bằng được. Một con cốc xấu xí à? Nó đòi gặp ta để làm gì? Dạ, con cốc to gan kia đòi gặp để kiện ngài. Con cốc to gan kia dám đòi kiện ta, mà kiện ta vì tội gì? Thiên Lôi. Dạ. Ngươi hãy dẫn thiên binh thiên tướng ra ngoài trừng trị con cốc hỗn xược đó cho ta. Thiên binh thiên tướng đâu? Bảo ra trị tội con cốc đó cho ta. Kia, ta hỏi lại lần nữa, ngươi có chịu trở
rời đi hay không hả? Tôi đã nói cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng, thưa chuyện xong tôi sẽ đi. Ta nói cho ngươi biết, chiếc búa trên tay ta có khả năng tạo sét, chỉ cần ta dùng tay lên là sét đánh ngang trời, sấm động bốn cõi, sức mạnh không ai bì nổi. Nay ta tha cho ngươi một mạng, hãy mau đi đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là cậu ông trời đó. Ta há sợ tiếng sét của ngươi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhận, tự tìm đường chết. Gà mạnh mẽ đâu? Mau ra đây một chết một cốc này cho ta. Cáo. Họ nhà cáo ta là chuyên trị lụy gà các ngươi đó. Thật là to gan. Chó đâu? Mau ra đây cắn chết con cáo láo xược này cho ta. Dám cắn gà của thiên đình à? Bác gấu, ứng cứu. Lão toét kia, hãy xem ta trừng trị các ngươi đây. Chị ông, tiếp chiêu. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, đau quá. Sao? Còn muốn trừng trị bọn này nữa hay không? Tôi xin đầu hàng. Tại sao các ngươi là thế này hả? Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Quân ta đã bị thua tan tác. Cái gì? Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà có thể thua một con cóc bé xíu kia ư? Không thể nào tin được. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích chính đáng. Không có gì có thể thắng được chúng tôi. Con cóc kia, ngươi hãy nói đi. Ngươi đến đây làm loạn thiên đình với mục đích gì hả? Tôi đến đây là để kiện ngài. Kiện ta chuyện gì hả? Đã 3 năm rồi, vì sao dưới trần gian lại không có một giọt mưa nào? Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát, ngài có biết không? Sao lại có chuyện này? Long Dương, Long Dương đâu hả? Sao 3 năm nay ngươi không làm mưa? Ẩm Bạch Hoàng, thần ngủ quên, mới có 3 ngày. 3 ngày trên trời bằng 3 năm dưới nhân gian, ngươi có biết không ha? Các người là thần tiên, có nhiệm vụ chăm lo cho muôn loài, vậy mà lại lười biếng tham ăn tham ngủ để muôn loài phải chịu khổ. Các người có biết tội hay không? Cốc nè, lúc nãy ngươi đã nói ngươi là cậu ông trời, xét thấy chúng ta cũng là bà con thân thích, chuyện lần này mong ngươi bỏ qua. Chỉ cần nhà trời mau chóng làm mưa để cứu giúp muôn loài, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Này Long Dương và Thiên Lôi, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Chúng ta biết tội. Biết tội. Ta phạt các ngươi không được ăn uống trong 3 ngày và ngay lập tức làm mưa cứu sống muôn loài. Dạ, chúng thần xin tuân lệnh. Ta xử vậy, ngươi có hài lòng không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, trần gian được một trận mưa cứu thoát thì còn gì bằng. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Nếu hạ giới mà lại bị hạn hán, anh em chúng tôi xin phép lại lên thiên đình nữa nhé. Thôi thôi thôi, cậu không cần phải bận lòng như vậy. Cậu và ta là chỗ thân thích, cậu không cần bày vẽ lên tận đây cho mệt. Khi nào nhân gian hạn hán, cậu cứ việc nghiến răng báo hiệu, ta nghe thấy lập tức làm mưa ngay. Được như vậy thì tôi xin tạ ơn Ngọc Hoàng. Thôi, chúng tôi xin phép ra về. Thấy Cốc Tía nói năng mạnh dạn, bạn bè Cốc lại có thể trị được cả Thiên Lôi, chó thần và gà thần, Ngọc Hoàng muốn yên chuyện nên nhận làm thân với Cốc. Và từ đó thấy Cốc nghiến răng là trời lại làm mưa. Quang hô, quang hô. Ai? Tự
từ nay tôi có thể luyện tập đánh trống rồi.